Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1951, Đại địa chi lực. Chỉ một lát, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu chấn động kịch liệt, cả cánh tay phải của hắn nổi gân xanh, một luồng sức mạnh khủng khiếp tụ hết vào trên cánh tay phải của hắn. Yên lặng thoáng chốc, Diệp Huyên đột nhiên gào thét, giáng thẳng một quyền về phía trước. Quỳnh! Một quyền vừa được đánh ra, cách đó hàng nghìn mét, một ngọn núi khổng lồ cao đến gần nghìn trượng đột nhiên ầm vang sụp đổ, không chỉ vậy, mặt đất xung quanh nó cũng bắt đầu sụp dần với tốc độ cực kỳ nhanh, tiếp tục lan ra đến hơn vài chục trượng. Ngay cả Diệp Huyên cũng sững người vì tác động mạnh mẽ của nắm đấm mình vừa đánh ra. Không ngờ uy lực của nó lại mạnh tới vậy. Lúc này, tầng 6 bỗng lên tiếng, kinh ngạc cái gì? Bây giờ ngươi mới chỉ phát huy được một nửa sức mạnh của táng quyền mà thôi. Một nửa sức mạnh. Diệp Huyên lại càng bất ngờ hơn nữa. Lúc này hắn mới nhận ra bộ táng quyền kia còn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng ra vô số lần. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, vậy phải làm sao mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của táng quyền? Tầng 6 nói, luyện tập. Và lại, ngươi còn sở hữu đại địa chi lực, nó có thể giúp ngươi củng cố, có đại địa chi lực rồi. Uy lực của táng quyền ngươi đánh ra sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Đại địa chi lực. Diệp Huyên khẽ ngây người, sau đó hỏi, thật sự được chứ? Tầng 6 nói, được. Chân phải của Diệp Huyên khẽ đạp một cái, đạo tắc khắp nơi bỗng xuất hiện, chỉ một lát, vô số địa linh chi lực đã hội tụ trên người hắn. Ước chừng một khắc sau, Diệp Huyên khẽ gầm một tiếng, rồi đánh ra một quyền. Ầm ầm. Quyền này vừa được đánh ra. Không gian trong vòng mấy nghìn trượng xung quanh lập tức bị chôn vùi, trở nên đen kìn kịt. Diệp Huyên ngây người triệt để. Rất lâu sau, hắn mới hoàn hồn. Táng quyền này thật sự có vẻ hơi nghịch thiên quá rồi. Diệp Huyên lại tiếp tục tu luyện. Chương 1952, ta bị giam lâu lắm rồi. Giờ phút này Diệp Huyên vô cùng phấn khích, bởi vì thân thể của hắn hiện đã bước vào đế cảnh, lại thêm bộ táng quyền này. Có thể nói rằng cho dù đối mặt với cường giả đế cảnh thì hắn cũng có thể đánh một trận sảng khoái. Nên nói là hiện giờ hắn đã có thực lực để giết chết cường giả đế cảnh, đặc biệt là bộ táng quyền này, nó có sức uy hiếp chí mạng với cường giả đế cảnh. Tiếp tục tu luyện. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn muốn luyện bộ táng quyền này tới mức cực hạn. Cứ như vậy, khoảng 5-6 ngày sau, Diệp Huyên bỗng nhiên ngừng luyện. Lúc này chỗ hắn tu luyện đã biến thành một vực sâu không thấy đáy. Tất cả đều do uy lực lan tỏa của táng quyền tạo thành. Tầng 6 nói, hiện tại cũng coi như tạm tạm. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, bộ táng quyền này là do ai nghĩ ra vậy? Khủng khiếp thật đấy. Tầng 6 bảo, ta. Diệp Huyên ngây người, sau đó vội nói, hóa ra là tiền bối nghĩ ra. Nó thật sự quá khủng khiếp, tiền bối. Ta thật sự vạn phần bội phục người. Ta, tầng 6 cắt ngang, chém gió ít thôi, đừng dở trò trước mặt ta. Nhưng mà, thằng nhóc nhà ngươi hiếm lắm mới nói được một câu thành tâm, đáng khen đấy. Diệp Huyên, lúc này, tầng 6 lại bảo, đi kiếm mộ thái hư đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tầng 6 bảo, cứ đi thẳng về phía nam. Diệp Huyên ngự kiếm bay lên, trong chớp mắt đã biến mất ở nơi xa xa. Giữa không trung, Diệp Huyên nhìn xuống phía dưới, lúc này hắn mới phát hiện ra, cả thế giới đã không có bất kỳ hơi thở của sinh mệnh nào nữa rồi. Có lẽ thế giới này đã cạn kiệt linh khí từ lâu rồi. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, thế giới này của mấy người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tầng 6 đáp, ai mà biết, ta bị giam lâu lắm rồi. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, vậy nơi này cách vũ trụ hỗn độn bao xa? Tầng 6 lại đáp, với thực lực hiện giờ của ngươi, có lẽ phải ngự kiếm 30 năm mới có thể trở về vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên. Tầng 6 nói, vũ trụ tứ duy cực kỳ lớn, đến mức ngươi không thể nào tưởng tượng ra được, cô nhóc ở vũ trụ hỗn độn kia của ngươi muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ tứ duy, không thể không nói ý tưởng này quả thật quá lợi hại. Tiểu thất. Chương 1953. Ra gặp mặt cái nào? Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối. Người cảm thấy cô bé đó có thể thực hiện được không? Tầng 6 chìm vào im lặng. Diệp Huyên cười nói, ta cảm thấy bất kể có làm được hay không thì cô bé đó cũng sẽ làm thôi. Tầng 6 bảo, bất kể thế nào, nhóc kia cũng là một người khó lường. Nhóc kia rất ưu tú,
Tốc độ phát triển có thể hình dung bằng từ khủng bố, lần tiếp theo gặp lại, có lẽ nhóc đó đã bước sang cảnh giới mới rồi cũng nên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thế nên, ta càng phải cố gắng hơn. Nói tới đây, dường như nghĩ tới gì đó mà hắn lập tức cười he he, tiền bối, người còn sáng tác võ kỹ gì khác nữa không? Tầng 6 đáp có, nhưng không phù hợp với ngươi. Việc cấp bách của ngươi hiện giờ là nâng cao kiếm đạo, và bộ táng quyền kia cũng cần tu luyện tới cực hạn. Táng quyền của ngươi vẫn còn không gian để phát triển. Diệp Huyên gật đầu. Quả thật, tham thì thâm thôi. Diệp Huyên lại tăng tốc. Sau khi vượt qua cả dãy núi, Diệp Huyên cảm nhận được một luồng kiếm ý. Kiếm mộ thái hư. Chỉ chốc lát sau, hắn đã dừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa là một ngọn núi, bên trong là cả một vùng hoang tàn. Diệp Huyên đi vào, trong đống hoang tàn kia có rất nhiều thanh kiếm, hầu hết chúng đều đã mất đi linh khí, rõ ràng là quá lâu rồi, lâu đến mức linh khí cũng bị hao mòn sạch sẽ. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, nơi này chính là kiếm mộ thái hư gì đó sao? Tầng 6 nói, không ngờ nơi đây cũng biến thành thế này. Diệp Huyên nhìn lướt xung quanh, nơi nơi đều hoang vu, không hề có hơi thở của sự sống. Tầng 6 nói, vào trong xem sao. Diệp Huyên gật đầu, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, chỉ lát sau hắn đã đi tới trước một tòa đại điện cũ nát, ở đó có một bức tượng của người trung niên nào đó trông có phần vỡ nát, cả hai cánh tay của bức tượng đã không còn nữa. Diệp Huyên nhìn bức tượng, vào lúc hắn đang muốn nói chuyện gì giọng của tầng 6 bỗng nhiên vang lên, kiếm thái hư, ra đây đi. Im lặng thoáng chốc, bức tượng trước mặt Diệp Huyên đột nhiên vỡ ra, một người trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng không phải thực thể, mà là hư ảnh. Ánh mắt người trung niên dừng lại tên người Diệp Huyên, ma chủ. Giọng nói của tầng 6 tiếp tục vang lên, đã lâu không gặp. Người trung niên nói, ra gặp mặt cái nào. Tầng 6 nói, không ra được, kiếm thái hư, sau khi ta đi rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm thái hư ngẩng đầu nhìn xa xăm, khẽ nói, tai nạn. Chương 1954 Đại thế giới huyền hoàng. Tầng 6 nói, tai nạn gì mà ngay cả ngươi cũng không thể ngăn cản được. Kiếm thái hư lắc đầu, một tai nạn không thể ngăn cản được. Dứt lời, lão nhìn về phía Diệp Huyên, ma chủ, giờ ngươi vẫn sống chứ, hay là? Ma chủ đáp, còn sống. Kiếm thái hư cười bảo, vận may tốt đấy. Ma chủ nói, kiếm thái hư, rốt cuộc là tai nạn gì, không thể nói được à? Kiếm thái hư lắc đầu. Không phải không thể nói, mà là dù nói ra cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Hiện giờ, tất cả sinh linh trên vũ trụ này gần như đã bị tiêu diệt rồi. Nói tới đây, lão lại nhìn xa xăm, khẽ bảo, ma chủ, người đã nghe tới đại thế giới huyền hoàng chưa? Đại thế giới huyền hoàng. Sắc mặt Diệp Huyên đại biến, đại thế giới huyền hoàng. Kiếm thái hư nhìn về phía Diệp Huyên, người từng nghe rồi. Diệp Huyên gật đầu. A Việt từng kể với hắn về thế giới kia rồi, đó cũng là bá chủ một khu giống như vũ trụ tứ duy vậy. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, vậy nơi đây trở thành thế này là do đại thế giới huyền hoàng sao? Kiếm thái hư gật đầu, người có biết tại sao đại thế giới huyền hoàng lại có thể duy trì sự cường thịnh mãi như thế không, hơn nữa còn ngày càng mạnh hơn? Diệp Huyên lắc đầu. Kiếm thái hư nói khẽ, bởi vì bọn chúng vẫn luôn hút máu của những vũ trụ khác. Tất cả linh khí ở vũ trụ chúng ta đều bị chúng hút sạch rồi, có linh khí dồi dào của nhiều vũ trụ bổ sung cho, đại thế giới huyền hoàng tất nhiên sẽ luôn dư giả linh khí, hơn nữa càng nhiều nhân tài thì thực lực lại càng mạnh. Ta tin rằng, không riêng gì chúng ta, rất nhiều vũ trụ khác cũng đã trúng chiêu của bọn chúng. Diệp Huyên trầm mặc, hắn không ngờ đại thế giới huyền hoàng kia lại hút linh khí của vũ trụ khác để nuôi dưỡng cho mình. Nếu thật sự là vậy thì linh khí của đại thế giới huyền hoàng kia sẽ mãi mãi không cạn kiệt. Nhưng mà, những vũ trụ khác coi như gặp phải tai ương rồi. Vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên nghĩ tới đây, đột nhiên biến sắc. Người của đại thế giới huyền hoàng kia đã tiến vào vũ trụ hỗn độn. Hơn nữa, tấm bia mộ kia chính là truyền tống trận. Nói cách khác, khả năng người của đại thế giới huyền hoàng ra tay với vũ trụ hỗn độn là rất cao. Hơn nữa. Rõ ràng người của đại thế giới huyền hoàng đang muốn tìm hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1955. Chuyện này ta có thể làm được.
Vậy thì vấn đề tới rồi. Hắn nên làm gì đây? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên bỗng cảm thấy nhức cả đầu. Lúc này, ma chủ đột nhiên lên tiếng, Kiếm Thái Hư, lần này ta tới đây cũng dẫn theo một truyền nhân cho ngươi, ngươi có hứng thú không? Kiếm Thái Hư nhìn về phía Diệp Huyên, cậu ta sao? Ma chủ đáp, đúng vậy. Kiếm Thái Hư khẽ đánh giá Diệp Huyên một chút, sau đó nói, cũng không tồi, nhưng mà... Nói tới đây, lão liền bỏ ngỏ. Ma chủ nói, thế nào? Kiếm Thái Hư trầm giọng, hắn là người của ma môn các ngươi. Ma chủ cười nói, có lẽ ngươi không đợi được ai khác nữa đâu. Kiếm Thái Hư bỗng im lặng. Ma chủ lại nói, thằng nhóc này mặt hơi dày chút thôi, còn những phương diện khác đều không tồi, sẽ không bôi nhỏ tông môn của ngươi. Tất nhiên, chúng ta cũng không ép buộc nhau, nếu ngươi không muốn thì chúng ta sẽ đi luôn bây giờ. Kiếm Thái Hư im lặng hồi lâu, sau đó nói, có một điều kiện. Ma chủ hỏi, điều kiện gì? Kiếm Thái Hư nói, hắn nhất định phải gia nhập kiếm tông Thái Hư của ta, ta không yêu cầu xa vời như gây dựng lại kiếm tông Thái Hư, thế nhưng, truyền thừa của kiếm tông Thái Hư chúng ta nhất định phải tiếp tục được duy trì. Dứt lời, lão lại nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, chuyện này ta có thể làm được. Kiếm Thái Hư khẽ gật đầu, bây giờ ngươi đang là kiếm thánh siêu phàm. Diệp Huyên gật đầu, lần này tới đây cũng là muốn thỉnh giáo tiền bối nên làm sao để đạt tới kiếm thần. Kiếm thần. Mục tiêu hiện giờ của hắn cũng chính là đạt tới cấp bậc kiếm thần. Kiếm Thái Hư trầm giọng nói, thứ mà cấp bậc kiếm thần cần nhất chính là sự lĩnh ngộ, tất nhiên cũng cần cả cơ hội nữa. Ngươi đi theo ta. Dứt lời, lão liền quay người bay đi. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã đi theo Kiếm Thái Hư vào trong một tòa đại điện cũ nát. Tại nơi này, có 9 cột trụ, bên trên mỗi cột trụ đều cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh. Lúc nhìn thấy 9 thanh kiếm này, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, toàn là kiếm tốt cả đấy. Chương 1956. Ngươi muốn đột phá đến kiếm thần. Lúc này, Kiếm Thái Hư trước mặt hắn bỗng nhiên cất tiếng, 9 cột trụ đại diện cho 9 vị tiền bối của kiếm tông Thái Hư chúng ta. Ai ai cũng từng đạt đến cấp bậc kiếm thần siêu phàm, thế nhưng, người muốn nhận được sự chỉ điểm của họ thì phải xem cơ duyên tạo hóa của ngươi tới đâu. Dứt lời, lão liền xoay người rời khỏi. Trong điện, Diệp Huyên nhìn lướt một vòng, khung cảnh nơi đây vô cùng tĩnh lặng. Một lát sau, bốn phía vẫn vô cùng yên ắng, không có bất cứ người nào đi ra. Sắc mặt Diệp Huyên đen xì, tiền bối, bọn họ làm thế này là đang muốn nói chướng mắt ta à? Tầng 6 nói, ta cảm thấy bây giờ chính là thời điểm để ngươi biểu hiện đấy. Chẳng phải ngươi biết ăn nói lắm à? Bắt đầu đi. Diệp Huyên. Trong điện, Diệp Huyên nhìn lướt qua 9 cây trụ im lìm ở bốn phía, suy nghĩ một chút rồi lần lượt thi lễ với các phương, chư vị tiền bối, ta là người đàng hoàng, không biết những thứ màu mè loè loẹt. Nếu chư vị tiền bối cảm thấy ta không tệ thì hãy hiện thân, cảm thấy ta không được thì vãn bối cũng không cưỡng cầu. Thầy bốn phía vẫn không có động tĩnh gì, hắn gật đầu quấy rầy rồi. Sau đó xoay gót đi vô cùng dứt khoát. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ sau lưng, tiểu tử nóng tính vậy. Hắn lập tức dừng bước, khi quay lại thì phát hiện một ông lão sau lưng, nhanh chóng khom người thi lễ, xin tiền bối dạy bảo. Ông lão hỏi, người muốn đột phá đến kiếm thần. Thấy hắn gật đầu, lão tiếp tục, có biết kiếm thần là gì không? Lần này Diệp Huyên lắc đầu, ông lão giải thích, kiếm thần chính là thần trong kiếm. Lão đưa tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, cười nói, tuy kiếm thánh và kiếm thần chỉ khác nhau một chữ nhưng khoảng cách giữa chúng lại như lạch trời. Phương pháp đột phá đến kiếm thần nhanh nhất là hấp thu kiếm ý của người khác, dùng nó để chứng kiếm đạo của bản thân. Lão nhìn Diệp Huyên, kiếm đạo ngàn vạn, chỉ có tập hợp sức mạnh của tất cả mới có thể đạt đến cảnh giới kiếm thần. Kiếm đạo thông thần, thần này không phải những cường giả hùng mạnh trong truyền thuyết mà chính là bản thân ngươi. Chỉ có ngươi mới là thần của chính ngươi. Nhất niệm thông sẽ thành thánh, vạn niệm thông thì thành thần. Ngươi đã hiểu ý ta chưa? Diệp Huyên gật đầu thật mạnh, đã hiểu. Chương 1957. Diệp Huyên kia thế nào rồi? Đối phương mỉm cười, thiếu niên, lão phu cảm nhận được lai lịch của ngươi không đơn giản, nhưng lão phu không có hứng thú. Thái Hư kiếm tông ta đã truyền lại qua vô vàn năm tháng,
nhiều năm trước lại gặp đại nạn, đó chính là kiếp của chúng ta. Lão Phu hy vọng sau khi chúng ta trợ giúp ngươi thành kiếm thần, ngươi sẽ tiếp nhận truyền thừa của Thái Hư Kiếm Tông rồi tiếp tục truyền thụ nó, để chúng ta có thể kéo dài theo một phương thức khác. Diệp Huyên khẽ thi lễ, việc này tuyệt đối không thoái thác. Ông lão gật đầu, chúng ta sẽ thả kiếm ý của mình ra, có thể thành kiếm thần hay không thì còn phải xem vận may của ngươi thế nào. Vừa dứt lời, những cây trụ dài ở bốn phía bỗng ù ù chấn động, chín loại kiếm khí chẳng mấy chốc xuất hiện trong đại điện. Diệp Huyên hít sâu một hơi, xếp bằng ngồi xuống, đến đi. Trên con đường tu hành kiếm đạo, trừ nỗ lực ra còn phải thường xuyên cảm ngộ. Mỗi lần tâm cảnh được nâng cao thì kiếm đạo cũng được lợi theo. Giờ khắc này, hắn muốn tập trung để ngộ ra kiếm đạo của người khác, từ đó đề cao và chứng thực kiếm đạo của mình. Diệp Huyên không dám cam đoan mình có thể thành công, nhưng hắn sẽ dốc hết sức. Cứ như thế, nửa tháng đã trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng hắn rời khỏi điện. Chấm chấm chấm. Trật tự thành, vũ trụ hỗn độn. Cánh cửa phòng bật mở, cô bé Tiểu Thất bước ra, dõi đôi mắt khép hờ về phía chân trời, tay trái khẽ khàng vuốt ve chuôi kiếm bên hông. Cách đó không xa là Nam Cung Uyển và hai kiếm tu Hướng Kình và Hướng Hữu. Một hồi lâu sau, Tiểu Thất mới mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi, Diệp Huyên kia thế nào rồi? Nam Cung Uyển biến sắc khi nghe đến cái tên này, đồng thời phát giác ra bệ hạ rất để tâm đến người này. Hửm! Thấy Tiểu Thất quay sang, nàng ta không dám giấu giếm, lập tức báo cáo một năm một mười những chuyện đã xảy ra hôm ấy. Đợi thuộc hạ bẩm báo xong rồi, Tiểu Thất lại mở miệng, Nam Cung, sao ngươi dám nhúng tay vào việc của ta? Sắc mặt Nam Cung Uyển thoáng cái xanh mét, vội vã quỳ xuống, bệ hạ, thuộc hạ biết sai. Tiểu Thất bước đến với vẻ hờ hững trên gương mặt, ta giao hảo với ai còn cần ngươi đồng ý sao? Vừa dứt lời, một người mặc áo đen, tay cầm lưỡi hái đã xuất hiện ngay sau lưng Nam Cung Uyển. Nàng ta cuống quýt cúi thấp đầu, thuộc hạ không dám. Chương 1958, thần quốc không bao giờ thiếu nhân tài. Hướng Kình và Hướng Hữu đứng ở một bên cũng khẽ lắc đầu khi chứng kiến vị bệ hạ rất ít khi phát hỏa này lại thật sự nổi giận. Tiểu Thất phẩy tay, để người mặc áo đen cầm lưỡi hái lặng lẽ biến mất rồi nhìn xuống Nam Cung Uyển, ngươi là mưu sĩ của ta, không phải chủ nhân. Những gì ta làm, ngươi có thể nghe, có thể phục tùng nhưng không được nhúng tay, mà ngươi cũng không có tư cách để nhúng tay. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh, cũng luôn xem ngươi như trợ thủ đắc lực, nhưng có lẽ sự tín nhiệm của ta đã khiến ngươi ngạo mạn rồi. Cô bé khẽ lắc đầu rồi xoay gót rời đi, lập tức trở về thần quốc, gọi thượng quan tiên nhi đến đây. Lời này vừa ra, sắc mặt Nam Cung Uyển trắng bệch như vôi. Nàng ta biết mình đã bị loại khỏi trung tâm quyền lợi của thần quốc rồi. Trước kia, người ở thần quốc luôn tôn kính nàng ta, cho dù là siêu cường giả như Hướng Kình cũng không ngoại lệ, không chỉ vì danh hiệu Nam Cung quốc sĩ mà còn vì vị trí tâm phúc của Tiểu Thất, một vị trí khiến không ai dám vô lễ với nàng ta. Mọi vinh dự của Nam Cung Uyển đều do Tiểu Thất đưa đến, mà bây giờ nàng ta đã mất đi tất cả rồi, bởi vì thần quốc không bao giờ thiếu nhân tài. Ở sau lưng, Hướng Kình và Hướng Hữu khẽ lắc đầu. Số phận của Nam Cung Uyển đã bị thay đổi bởi chính quyết định của nàng ta mà thôi. Trong thần điện, Tiểu Thất và một cô gái tóc trắng ngồi đối diện nhau. Thiên đạo nhìn cô bé trước mắt mình với vẻ mặt nghiêm túc khi nhận ra thực lực của cô lại tăng lên, mang lại cảm giác nguy hiểm vô cùng. Tiểu Thất mở miệng, nghĩ kỹ rồi chứ? Thiên đạo hạ giọng đáp, người có biết đại thế giới huyền hoàng không? Tiểu Thất không đáp. Đúng lúc ấy, một cô gái mi thanh mục tú trong làn váy màu xanh lá sen bước vào chính là Thượng quan Tiên Nhi. Nàng ấy đi đến thi lễ với Tiểu Thất, bẩm bệ hạ, thần có tra được một ít tư liệu về đại thế giới này. Cô bé lập tức gật đầu, nói đi. Theo những gì Thiên Cơ Tông nắm giữ, huyền hoàng chính là thế giới hùng mạnh nhất vũ trụ tứ duy. Chân mày Tiểu Thất nhướng lên, còn mạnh hơn cả thần quốc ta ư. Cô gái váy xanh gật đầu, không chỉ vậy mà còn là một nơi hung hiểm vô cùng. Người ở nơi đó thường xuyên cướp đoạt linh khí từ vũ trụ khác để giữ cho thế giới của mình được sung túc, không biết đã có bao nhiêu nơi trở thành mồi của họ. Cũng vì vậy mà bọn họ càng lúc càng lớn mạnh, cũng sở hữu văn minh võ đạo tân tiến nhất trong toàn bộ vũ trụ tứ duy. Nàng ấy dừng lại một thoáng rồi mới tiếp tục,
họ không những cướp đoạt linh khí mà còn hấp thu văn minh của những vũ trụ khác, vì vậy có thể nói họ hội tụ rất nhiều văn minh võ đạo của các vũ trụ khác nhau. Tiểu Thất khẽ gật đầu, ta cũng muốn làm như bọn họ, nhưng ta sẽ không vì vũ trụ hỗn độn mà đi dập tắt vũ trụ của người khác. Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng bẩm báo, bệ hạ, bia mộ trong vũ trụ kia chính là truyền tống tận. Nói cách khác, họ có thể đến vũ trụ hỗn độn của chúng ta rồi ra tay, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 1959. Phức tạp thế nào? Tiểu Thất hỏi lại, ngươi có ý tưởng gì? Cô gái váy xanh trầm ngâm một hồi rồi đáp, triệu tập tất cả cường giả ngoài thần quốc, đồng thời rời một vài đại trận của chúng ta vào vũ trụ để phòng ngừa. Tiểu Thất gật đầu, được. Ngoài ra, thuộc hạ cho rằng bệ hạ có thể hạ thần chỉ, gọi tất cả những lão quái vật đã biến mất từ lâu của các thế gia và tông môn lớn cùng rời núi. Đối mặt đại thế giới này, chúng ta tuyệt đối không được sơ suất. Được. Bệ hạ cũng cần triệu hồi những cường giả đang lên đường thăm dò bên ngoài thần quốc kia, dù có ở bao xa cũng phải lập tức trở về, kể cả Diệp thành chủ. Diệp Huyên ư? Thiên đạo liếc mắt nhìn Thượng quan Tiên Nhi, gọi hắn về làm gì? Để chịu chết sao? Cô gái váy xanh chỉ cười, thiên đạo các hạ thật sự cho rằng vị Diệp thành chủ này chỉ là một người đơn giản sao? Đối phương nhìn lại, ngoại trừ cái tháp sách kia thì hắn còn gì đặc biệt? Chỉ bảo vật ấy thôi đã đủ đặc biệt rồi. Nghe Thượng quan Tiên Nhi đáp vậy, thiên đạo im lặng. Cô gái váy xanh tiếp tục, món bảo vật đến từ ngũ duy ấy nhận hắn làm chủ. Thiên đạo các hạ, thiên tài yêu nghiệt trong vũ trụ tứ duy này nhiều như sao trên trời, vì sao nó lại chọn hắn? Chẳng lẽ chỉ vì may mắn? Nếu nói hắn nhặt được nó là may mắn, vậy thì hắn sống được đến bây giờ đã đủ chứng minh hắn không đơn giản rồi. Nàng ấy lắc đầu rồi nhìn sang Tiểu Thất, bệ hạ, thuộc hạ tự ý nhờ Thiên Cơ Tông điều tra vị Diệp thành chủ này, phát hiện hắn càng phức tạp hơn. Phức tạp thế nào, Tiểu Thất hỏi lại. Thượng quan Tiên Nhi đáp, bọn họ không thể theo dõi số mệnh của hắn, ngay cả lão tông chủ cũng vậy, đúng hơn là không dám. Ông ấy nói nếu cứ khăng khăng phải theo dõi, thì cho dù có nhìn ra cũng sẽ dẫn đến vô số việc không hay xảy ra. Cảm giác ấy quá mãnh liệt khiến ông ấy không thể không dừng lại. Thấy Tiểu Thất im lặng, nàng ấy lại nói, hơn nữa, theo những gì thuộc hạ nắm được, Diệp thành chủ này đã được công nhận bởi hai vị siêu bá chủ, đó là thần chủ thần tộc trước kia cũng như minh vương của minh tộc. Ngoài ra còn có một người nữa, Giản Tự Tại. Giản Tự Tại. Tiểu Thất không khỏi nhướng mày, ả ta còn sống ư. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ả rất có thể là người sau lưng Diệp Huyên. Vị Diệp thành chủ này có rất nhiều chỗ dựa nên thuộc hạ cũng không dám chắc chắn. Nhưng có thể xác nhận rằng quan hệ giữa họ tương đối sâu sắc. Từ thời đại thần tộc cho đến nay chỉ mới xuất hiện hai thiên tài siêu việt, một là Giản Tự Tại, hai là Tiểu Thất. Về phần hai người này ai yêu nghiệt hơn ai thì không người nào biết được. Chương 1960. Nói điều kiện của ngươi đi. Thiên đạo bỗng cất tiếng, ngươi nói không sai, tên này có rất nhiều chỗ dựa nên lấy đó làm kiêu, mỗi lần đánh nhau chỉ toàn gọi người đến. Thượng quan Tiên Nhi. Trong điện, Tiểu Thất nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, bây giờ hắn ở đâu? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, ngày đó sau khi rời đi, Diệp thành chủ đã trở về thần võ thành trước, mà lúc này, hắn đã không còn ở thần võ thành nữa, cũng không biết hắn đã đi đâu. Tiểu Thất gật đầu, liên lạc với hắn. Thượng quan Tiên Nhi cúi người, đã biết, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, nàng ấy bèn định lui xuống. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, hiện giờ nhà thượng quan thế nào? Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi hơi cúi đầu, tất cả mọi người trong gia tộc, kể cả ông nội cũng không rời khỏi gia tộc nửa bước. Lệnh của tiên đế năm đó, chúng ta chưa bao giờ làm trái. Nhà thượng quan, gia tộc này từng có tiếng tăm lẫy lừng ở thần quốc, tiếc là năm đó gia chủ thượng quan thiên của nhà thượng quan đã mắc phải một sai lầm lớn, bị thần chủ đời trước giết chết, chẳng những thế. Cả nhà thượng quan còn bị thần chủ đời trước ra lệnh nhốt lại, không được bước ra khỏi thượng quan phủ nửa bước. Một gia tộc từng hiển hách nhất cứ thế cách xa trung tâm quyền lực của thần quốc chỉ trong một đêm. Đây thật sự là một đả kích rất lớn với nhà thượng quan. Có thể nói nếu tiếp tục như vậy, nhiều nhất không đến 10 năm, nhà thượng quan sẽ hoàn toàn sa sút, trở thành thế lực hạng ba. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ.
lệnh cấm của nhà thượng quan được xóa bỏ, những thứ từng thuộc về nhà thượng quan, mọi người có thể giành lấy lại. Nghe vậy, thượng quan Tiên Nhi hơi ngây người, một khắc sau, nàng ấy vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, tạ ơn bệ hạ. Câu nói này của tiểu thất thật sự đã khiến nhà thượng quan sống lại. Vì ở thần quốc, nhà thượng quan đã dần sa sút rồi, nhưng bọn họ lại không dám tiếp tục phát triển, rất sợ khiến thần chủ không vui, dẫn tới họa diệt tộc. Mà bây giờ, tiểu thất xóa bỏ lệnh cấm của nhà thượng quan, thật sự chính là hồi sinh nhà thượng quan. Tiểu thất nhìn thượng quan Tiên Nhi, lui xuống đi. Thượng quan Tiên Nhi đứng dậy cung kính hành lễ, sau đó lui xuống. Tiểu thất nhìn về phía thiên đạo, nói điều kiện của ngươi đi. Chương 1961, nghĩa là tru sát thiên đạo. Thiên đạo im lặng một lúc lâu mới nói, chỉ có một, ta vẫn là thiên đạo, ta không thần phục thần quốc của ngươi, ta và ngươi ngang hàng, chúng ta là quan hệ hợp tác. Tiểu thất im lặng. Thiên đạo lại nói, ta có thể đưa ra bản nguyên thiên đạo, nhưng tất cả linh của vũ trụ hỗn độn phải do ta quản lý, còn chuyện nội bộ của thần quốc các ngươi ta sẽ không tham gia vào, tranh đấu giữa loài người và các tộc ta cũng sẽ không nhúng tay. Nếu ngươi đồng ý, đại thế giới huyền hoàng xâm phạm, ta sẵn lòng chống chọi với các ngươi, cùng nhau bảo vệ vũ trụ hỗn độn. Tiểu thất suy nghĩ một lúc lâu, sau đó gật đầu, được. Thiên đạo cũng gật đầu, tốt. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Sau khi thiên đạo đi, tiểu thất đi ra ngoài điện, ngay sau đó, cô bé biến mất. Cô bé nhanh chóng đi tới một ngọn núi. Thiên cơ tông. Thiên cơ tông này có thể nói là một tông môn vô cùng đặc biệt, vì tông môn này nắm giữ vô cùng nhiều tin tức. Gần như không có chuyện nào bọn họ không biết. Tiểu thất đi tới một tòa đại điện, một ông lão bước ra. Mộ Vân Chi tông chủ hiện tại của Thiên cơ tông. Tiểu thất nhìn Mộ Vân Chi, truyền lệnh cho Chu Đạo Quân, bảo bọn họ lập tức trở về. Chu Đạo Quân. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Vân Chi lập tức thay đổi, bệ hạ. Thật ra, đội quân mạnh nhất của thần quốc không phải thần võ quân và ám vệ quân, mà là Chu Đạo Quân. Năm đó khi võ an ninh Chu sát thiên đạo đã thành lập một đội quân, chính là Chu Đạo Quân. Nghĩa là Chu sát thiên đạo. Năm đó sau khi võ an ninh Chu sát thiên đạo, đội quân này cũng im hơi lặng tiếng. Rất nhiều người nói võ an ninh đã giải tán Chu Đạo Quân, thật ra thì không phải thế, chỉ là những người này tồn tại theo một cách khác thôi. Chu Đạo Quân chỉ thành tâm cống hiến cho quốc chủ thần quốc, chỉ nghe lệnh của quốc chủ thần quốc. Cũng chỉ có quốc chủ thần quốc mới có thể gọi những người này trở lại. Tiểu thất nhẹ giọng nói, dù là bao xa cũng phải lập tức trở về. Mộ Vân Chi hành lễ, xoay người rời đi. Chương 1962, đa tạ chư vị tiền bối. Một lát sau, tiểu thất cũng biến mất. Trước đại điện của Thái Hư Kiếm Tông, Kiếm Thái Hư đang đứng yên ở đó. Lão đã đợi 18 ngày rồi. Lúc này, thân thể của lão đã ngày càng mờ đi, nhiều nhất một ngày nữa, lão sẽ hoàn toàn biến mất. Thời gian từng chút trôi qua, ngày hôm sau, thân thể Kiếm Thái Hư đã càng mờ hơn, mà lúc lão sắp biến mất hoàn toàn, cửa đại điện đột nhiên mở ra, Diệp Huyên đi vào. Khi thấy Diệp Huyên, lão hơi sửng sốt, sau đó thì nở nụ cười, chúc mừng. Nói xong, lão ta hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một con dấu hình kiếm màu đen. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm ấn kia xuất hiện trong tay hắn, đây là... Ma chủ nói, Thái Hư kiếm ấn, một bảo vật đạo cảnh đỉnh cao, nếu ở trong tay kiếm tu, nó có thể phát huy ra uy lực hơn cả đạo cảnh. Diệp Huyên cẩn thận quan sát kiếm ấn trong tay, lúc này, kiếm ấn kia đột nhiên biến thành một tia kiếm quang bay vào giữa chân mày của hắn. Một kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên lan ra từ trong người hắn. Không phải kiếm ý của hắn. Diệp Huyên giật mình, tiền bối, trong kiếm ấn này chứa kiếm ý của người khác. Ma chủ đáp, đúng thế, ở thời khắc mấu chốt ngươi có thể thúc giục những kiếm ý này, ít nhất nó có thể giúp chiến lực của ngươi tăng lên khoảng 4 phần. Cái này mạnh hơn long hồn của ngươi rất nhiều. Diệp Huyên cười khẽ, đồ tốt. Nói xong, hắn cất Thái Hư kiếm ấn đi, sau đó hành lễ về phía đại điện, đa tạ chư vị tiền bối. Kiếm thần. Sau khoảng 20 ngày cảm ngộ, hắn đã từ thánh trở thành thần. 20 ngày này, có thể nói là hắn đã trải qua rất nhiều điều. Mỗi một loại kiếm ý đại diện cho một kiếm đạo chí cao,
mà những kiếm đạo khác nhau này cho hắn biết, dù kiếm đạo là trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng có điểm khác nhau. Trên con đường kiếm đạo này, dù điểm cuối đều giống nhau, nhưng lại có cả chục triệu con đường để đi tới đó. Dù mình lựa chọn một con đường, nhưng nếu có thể nhìn thấy con đường của người khác thì chắc chắn sẽ có thu hoạch rất lớn. Chương 1963. Ngươi đúng là không phải mạnh mẽ bình thường. Nói đơn giản một chút là lấy điểm mạnh bù cho điểm yếu. Mà lần này, hắn có thu hoạch rất lớn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thiên chu xuất hiện, một khắc sau, kiếm thiên chu biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Ong! Một tiếng kiếm reo xé rách chân trời. Kiếm thiên chu không ngừng lượn lờ trên đầu Diệp Huyên, những tia kiếm quang cũng không ngừng xuất hiện. Kiếm thần! Chính mình là thần của mình. Diệp Huyên nhìn kiếm thiên chu trên chân trời, với thực lực của hắn bây giờ, có lẽ muốn giết chết một cao thủ đế cảnh cũng không phải việc khó. Nhưng nghĩ đến điều gì, hắn mở lòng bàn tay ra, một hộp kiếm màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Trong hộp kiếm có tổng cộng 9 thanh kiếm đạo cảnh. 9 thanh kiếm này chính là kiếm của 9 vị tiền bối Thái Hư Kiếm Tông trong đại điện. Mà hộp kiếm này cũng là bảo vật của Thái Hư Kiếm Tông. Bên trong hộp kiếm Thái Hư ẩn chứa một kiếm trận, Tuyệt Sát Kiếm Trận. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó điều động kiếm trận, trong nháy mắt, 9 tia kiếm quang phóng lên cao từ trong hộp kiếm. Vèo 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 vèo. Chẳng mấy chốc, không gian ở cả chân trời bị cắt thành vô số mảng. Giết chết tất cả mọi thứ trong kiếm trận. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, kiếm trận này lợi hại thật. Ma chủ nói, đi thôi. Diệp Huyên thu hồi kiếm trận. Sau đó nói, tiền bối, vũ trụ này có còn thế lực nào khác không? Những thế lực vô cùng mạnh mẽ ấy. Ma chủ hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên nghiêm mặt, ta nghĩ chắc chắn có rất nhiều thế lực còn chưa kịp truyền thừa đã bị tiêu diệt. Ta cảm thấy mình có trách nhiệm phải đi giúp đỡ bọn họ, cho truyền thừa của bọn họ có thể tiếp tục được truyền thừa. Ma chủ im lặng một lát rồi nói, ngươi đúng là không phải mạnh mẽ bình thường. Diệp Huyên, lúc này... Ma chủ lại nói, đúng là có chỗ như thế, nhưng chỗ đó không thích người ma tộc bọn ta cho lắm, nếu ngươi đi mà đối phương vẫn còn người sống, có thể ngươi sẽ gặp nguy hiểm, đi không? Đương nhiên đối phương cũng có thể vì không còn sự lựa chọn nào khác mà đưa truyền thừa cho ngươi. Dù sao có thể chỗ này sẽ không còn người sống lui tới nữa rồi. Chương 1964. Đến ngọn núi chính thử vận may đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, đi thử xem sao. Ma chủ chỉ đường, đi về phía bắc. Diệp Huyên gật đầu, sau đó ngự kiếm xuất phát. Bây giờ, tốc độ ngự kiếm của hắn nhanh hơn trước kia ít nhất 5 lần. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ mạnh hơn trước kia cực kỳ nhiều. Quan trọng nhất là bây giờ thân thể của hắn là thân thể phong đế cảnh. Thân thể của hắn bây giờ còn mạnh hơn cả thân thể của cự long nữa. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới một dãy núi, lúc này, ma chủ nói, đến rồi. Diệp Huyên dừng lại, hắn quan sát xung quanh là núi non ôm trọn, con người đứng ở đây trở nên nhỏ bé như hạt cát vậy. Diệp Huyên thắc mắc, tiền bối, đây là đâu? Ma chủ đáp, Tiên Đạo Tông. Diệp Huyên hỏi, lợi hại lắm sao? Ma chủ nói, năm đó ở đại lục này, khi ta chưa xuất hiện, bọn họ chính là thế lực mạnh nhất. Địa vị tương đương với thần quốc của vũ trụ hỗn độn kia. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, người từng đến đại thế giới huyền hoàng chưa? Ma chủ trả lời, ban đầu muốn đi, sau đó vì một vài chuyện nên không đi, nơi đó thật sự không đơn giản, cao thủ của rất nhiều thế giới sau khi rời khỏi thế giới của bọn họ đều sẽ muốn đến đó. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Ma chủ nói, con người luôn muốn đi đến nơi cao hơn. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu ra. Đại thế giới huyền hoàng là một thế mạnh nhất trong vũ trụ tứ duy, chắc chắn nền văn minh võ đạo ở nơi đó vượt xa thế giới khác, nếu muốn tiến xa hơn một bước, đi tới đó chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Ma chủ nói, đến ngọn núi chính thử vận may đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngự kiếm đi lên, chẳng mấy chốc, hắn vượt qua mấy ngọn núi lớn, sau đó đi tới ngọn núi chính của Tiên Đạo Tông. Trên ngọn núi chính có một tòa đại điện. Đại điện rất lớn, nhưng bây giờ đã mọc đầy cỏ dại, nhìn một vòng, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Thấy cảnh này, Diệp Huyên rất cảm khái. Có thể tưởng tượng đây là một nơi từng phồn hoa đến mức nào, nhưng bây giờ...
Chương 1965. Đã xem xong chưa? Diệp Huyên lắc đầu thôi suy nghĩ, hắn nhìn một vòng xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có chút hơi thở sinh mạng nào. Ma chủ nói, xem ra ngươi đi một chuyến phí công rồi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó lớn tiếng nói, Tiên Đạo Tông có ai để lại thần hồn hay phân thân không? Nếu không xuất hiện thì ta đi đó, ta mà đi, các người sẽ phải chịu tổn thất lớn đấy. Ma chủ! Diệp Huyên nói xong, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh nào. Diệp Huyên xa sầm mặt, ta đi thật đấy. Vẫn không ai đáp lại. Diệp Huyên khẽ thở dài, xoay người rời đi. Mà lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn. Diệp Huyên dừng lại, xoay người, một cô gái váy trắng đang đứng trước mặt hắn. Cô gái trông chỉ khoảng 20 mấy tuổi, mặc đồ trắng, rất xinh đẹp. Diệp Huyên thi lễ, chào tiền bối. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của Ma Môn. Ma Môn. Diệp Huyên thầm run rẩy, không ngờ đối phương chỉ nhìn một cái đã nhận ra hắn nhập ma. Cô gái nhìn Diệp Huyên, thân thể của ngươi từng được ma huyết thượng cổ cải tạo, nhưng ngươi lại là một vị kiếm tu, rốt cuộc ngươi là người của Thái Hư Kiếm Tông, hay là của Ma Môn? Diệp Huyên đáp, đều đúng cả. Đều đúng. Cô gái quan sát Diệp Huyên, xem ra dù là Ma Môn hay Thái Hư Kiếm Tông cũng đều lựa chọn ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái hờ hững hỏi, ngươi đến Tiên Đạo Tông của ta làm gì? Diệp Huyên do dự một lát rồi nhẹ giọng nói, chỉ đến xem thử thôi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, đã xem xong chưa? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái nói, vậy thì đi đi. Nhưng Diệp Huyên lại không đi. Cô gái hỏi, sao đấy? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tiền bối, lần này vãn bối đến đây, ngoài việc muốn xem thử còn muốn hỏi một điều, các cô có thiếu truyền nhân không? Chương 1966, tiến cử ai? Nói xong, hắn chỉ vào mình, nếu thiếu, ta cảm thấy mình rất tốt, cô có thể suy xét. Ma chủ! Cô gái nhìn Diệp Huyên, một lúc lâu sau đó, nàng ta nói, người đúng là không khiêm tốn chút nào. Đúng là chúng ta thiếu truyền nhân, nhưng sẽ không cần ngươi. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Cô gái đáp, ngươi là truyền nhân của Ma Môn. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, người của Ma Môn thì sẽ là người xấu à? Cô gái nhìn Diệp Huyên, Tiên Đạo Tông ta sẽ không đưa truyền thừa cho người của Ma Môn. Diệp Huyên im lặng. Cô gái nói, ngươi đi đi. Dù truyền thừa của Tiên Đạo Tông ta mất đi, ta cũng sẽ không đưa cho người của Ma Môn. Nói xong, nàng ta muốn rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, ta có thể tiến cử cho cô một người. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người đừng nói người được tiến cử là mình nhé. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, sao có thể, ta cũng đâu có mặt dày đến thế. Cô gái lạnh nhạt phản bác, không, người có. Diệp Huyên. Cô gái hỏi, tiến cử ai? Lúc này, Diệp Huyên quay về trong tháp giới ngục. Tầng 5. Lúc này, Diệp Liên đang ngồi thiền tu luyện ở tầng 5. Diệp Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, cô bé mở mắt ra ca ca. Diệp Huyên cười, đi. Nói xong, hắn kéo Diệp Liên ra khỏi tháp giới ngục. Diệp Liên vừa xuất hiện, cô gái áo trắng đã tập trung vào cô bé, nhìn Diệp Liên một hồi, cô gái áo trắng tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyên vội nói, tiền bối, muội muội của ta không tệ đúng không? Cô gái áo trắng không quan tâm đến Diệp Huyên mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Liên, một lát sau, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Liên, dịu dàng nói, ngươi có muốn thừa kế truyền thừa của Tiên Đạo Tông ta không? Chương 1967, thành lập một tông môn. Diệp Liên chớp mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên vội gật đầu. Diệp Liên bèn gật đầu theo, muốn. Cô gái áo trắng cười khẽ, được, ngươi đi theo ta. Nói xong. Nàng ta kéo Diệp Liên đi. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Cô gái áo trắng dẫn Diệp Liên đi tới một tòa đại điện rồi dừng lại trước cửa. Diệp Liên ngồi xếp bằng trong đại điện, trên đầu cô bé có một vầng sáng trắng. Cô gái áo trắng hỏi, nàng là muội muội của ngươi à? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái áo trắng nhẹ giọng hỏi, sao các ngươi lại đến đây? Diệp Huyên đáp, đến đây tìm cơ duyên. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên. Ngươi không phải người của vũ trụ này, ngươi từ đâu tới? Diệp Huyên nói, vũ trụ hỗn độn, một chỗ rất xa.
Cô gái áo trắng hơi nhíu mày, vòng ngoài của vũ trụ này đã bị cao thủ của đại thế giới huyền hoàng hủy diệt rồi, người bình thường hoàn toàn không thể đi vào. Diệp Huyên cười, có người đưa ta tới. Cô gái áo trắng còn muốn hỏi thêm, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, tiền bối, chúng ta chỉ đến đây tìm cơ duyên thôi, sẽ không làm chuyện gì xấu xa đâu. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, sau khi nàng rời đi, có thể để nàng thành lập một tiên đạo tông ở thế giới của các ngươi không? Diệp Huyên im lặng. Thành lập một tông môn. Đây cũng không phải một chuyện đơn giản. Cô gái áo trắng hỏi, không được sao? Diệp Huyên đáp, có thể. Nhưng ta không dám đảm bảo sau này tiên đạo tông sẽ trở nên thế nào. Cô gái áo trắng nói, nàng có được truyền thừa của tiên đạo tông, thành tựu sau này sẽ không kém. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía đại điện. Hắn sẽ luôn bảo vệ Diệp Liên, nhưng hắn hiểu bản thân Diệp Liên cũng phải mạnh mẽ. Bây giờ Diệp Liên có truyền thừa của tiên đạo tông, còn có A Việt chỉ bảo, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không tệ. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt một cái đã 5 ngày trôi qua. Chương 1968. Đừng để ai nhìn thấy bảo vật kia. Trạng vạng tối, Diệp Liên đi ra khỏi đại điện. Cô bé vừa mới ra ngoài đã chạy đến trước mặt Diệp Huyên, hơi hưng phấn đưa hai chiếc nhẫn chứa đồ tới, ca ca, có rất nhiều bảo vật đạo cảnh, nhiều lắm nhiều lắm. Cô gái áo trắng ở bên cạnh. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng một cái, sau đó nghiêm mặt, đều là của muội, ca ca sẽ không lấy gì cả. Nghe vậy, vẻ mặt cô gái áo trắng ở bên cạnh thoáng trở nên dịu dàng, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Liên, nhẹ giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ là tông chủ tiên đạo tông, ta hy vọng tương lai dù thế nào, nền văn minh võ đạo của tiên đạo tông sẽ tiếp tục được kéo dài, được không? Diệp Liên nhìn cô gái áo trắng, gật đầu, sau này ta sẽ sáng lập một tiên đạo tông, hơn nữa sẽ tiếp tục truyền thụ lại truyền thừa này. Cô gái áo trắng cười khẽ, được, còn nữa, tuyệt đối phải cẩn thận với đại thế giới huyền hoàng. Năm đó một đệ tử của chúng ta đầu quân cho đại thế giới huyền hoàng, nếu đối phương biết bảo vật đó ở trên người ngươi, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả đến tìm ngươi, cho nên ngươi phải cẩn thận, hiểu không? Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, ta không sợ, ca ca sẽ bảo vệ ta. Diệp Huyên gật đầu, có ta ở đây, đừng ai muốn làm hại đến muội muội của ta. Diệp Liên cười ngọt ngào. Cô gái áo trắng nhìn về phía Diệp Huyên, năm đó đối phương là thiên tài siêu cấp của tiên đạo tông, chưa đến 18 tuổi đã phong đế, bây giờ e rằng càng sâu không lường được. Diệp Huyên hờ hững đáp, phong đế, lúc ta 18 tuổi đã giết không dưới 10 cao thủ phong đế cảnh rồi. Diệp Liên, cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta lắc đầu, sau đó lại nhìn Diệp Liên, nhớ bảo trọng. Có lẽ chúng ta vẫn có ngày gặp lại nhau. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, cô còn sống sao? Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong, cơ thể nàng ta dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên, Diệp Liên cúi người chào cô gái áo trắng, cô gái áo trắng lại nhắc nhở, đừng để ai nhìn thấy bảo vật kia, biết chưa? Nói xong, nàng ta còn cố ý nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó... Cơ thể nàng ta hoàn toàn mở đi rồi biến mất. Sau khi cô gái áo trắng đi, Diệp Liên nhìn về phía Diệp Huyên, cô bé mở tay phải ra, một ngọc môn lớn chừng một bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay cô bé. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đây là... Lúc này, ma chủ lên tiếng, tiên đạo huyền môn, một trong hai bảo vật siêu cấp của thế giới này. Tiểu tử, thứ này rất không đơn giản. Chương 1969, trở về vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên vội hỏi, sao lại không đơn giản? Ma chủ nói, tiên đạo huyền môn này là bảo vật tiên đạo tông giấu kín, trong đó không chỉ có truyền thừa võ đạo mạnh mẽ trước giờ của tiên đạo tông, còn có một trận pháp siêu cấp, trận pháp này có thể hủy diệt một thế giới. Đây không phải trọng điểm là trong đó còn có một thứ rất nhiều tu sĩ ước ao, tiên linh thánh tuyền, thứ này có thể cải tạo linh căn, thay đổi thể chất của một người, thứ này rất nghịch thiên, đặc biệt quan trọng với cao thủ trên đế cảnh. Vì sau khi đạt tới đế cảnh, muốn tiến thêm một bước thật sự quá khó khăn. Mà tiên linh thánh tuyển này có thể giúp người ta đột phá khỏi những ràng buộc của đế cảnh. Nói đến đây, y im lặng một hồi rồi tiếp tục, tiên đạo huyền môn này còn là một món bảo vật phòng ngự, dù sao cũng là một món bảo vật rất lợi hại, có thể nói là tinh hoa của cả tiên đạo tông đều nằm trong đó.
Diệp Huyên hỏi, có tốt hơn tháp giới ngục này của ta không? Sau một thoáng yên tĩnh, ma chủ chợt nói, sao mà hỏi lắm thế? Bịch! Diệp Huyên bay thăng ra ngoài. Diệp Liên sửng sốt, sau đó cô bé vội bay đến trước mặt Diệp Huyên, đỡ hắn dậy, ca, huynh không sao chứ? Diệp Huyên cười, không, không sao. Diệp Liên gật đầu, sau đó nói, ca, huynh có muốn nó không? Nói xong, cô bé đưa ngọc môn trong tay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu cười, đây là tiên đạo tông cho muội, nhớ, đây là ân huệ của bọn họ, ơn tình này huynh muội chúng ta phải nhớ kỹ. Đợi sau khi về, huynh sẽ nghĩ cách thành lập cho muội một tiên đạo tông, sau đó để muội làm tông chủ. Tông chủ? Nghe vậy, mắt Diệp Liên sáng lên, vậy huynh làm gì? Diệp Huyên đáp, huynh làm ca ca của tông chủ, ha ha. Diệp Liên cũng che miệng cười, sau đó, Diệp Huyên đưa Diệp Liên rời đi. Trở về vũ trụ hỗn độn. Lần này có thể nói là thu hoạch được quá nhiều. Trong đường truyền tống không gian, Diệp Huyên dẫn Diệp Liên đi nhanh. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không biết A Việt cô nương có tìm thấy viêm giả không? Đạo tắc. Đạo tắc này còn là thứ quan trọng của tháp giới ngục, hơn nữa hắn thật muốn mở tầng thứ 7. Trong tầng thứ 7 có võ học có 102 kia. Nếu luyện tập được nhất kiếm vô lượng kia, với thực lực của hắn bây giờ, trong tinh không này còn ai có thể đỡ được một kiếm của mình sao? Chương 1970. Linh khí của vũ trụ rất tốt. Vũ trụ hỗn độn. Trong một mảnh tinh không, một bia mộ treo lơ lửng ở đó, bia mộ nứt ra từ giữa, bên trong là đường truyền tống không gian, lối đi sâu không thấy đáy, không thấy điểm cuối. Khoảng thời gian này, thần quốc có phái cao thủ đến hủy diệt bia mộ này, nhưng cũng đành thất bại. Dù là kiếm thiên chu cũng không thể phá hoại được bia mộ đó, càng khỏi phải nói tới những bảo vật khác. Vì thế, thần quốc cũng bỏ suy nghĩ hủy đi bia mộ này. Nhưng lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi ra từ trong bia mộ. Phía sau người đàn ông trung niên còn có hai người thần bí mặc trường bào màu vàng sẫm đi theo. Chỉ có ba người. Người đàn ông trung niên nhìn một vòng xung quanh, nhẹ giọng nói, linh khí của vũ trụ hỗn độn này thật sung túc. Nói xong, ông ta cười khẽ, một chỗ tốt, vừa khéo có thể bù vào phần linh khí bị biến mất ở biên giới phía bắc của huyền hoàng ta. Một người thần bí ở phía sau người đàn ông trung niên nói, tôn sứ, theo tư liệu, vũ trụ này không đơn giản đâu. Người đàn ông trung niên cười, sao lại không đơn giản? Người thần bí nói, hình như nơi đây từng xuất hiện cao thủ vị chi cảnh. Vị chi cảnh. Người đàn ông trung niên híp mắt lại, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Vị chi cảnh chính là mạnh đến mức khó thể hình dung. Mà ở đại thế giới huyền hoàng, cao thủ đạt đến cấp bậc vị chi cảnh còn chưa tới 5 người. Sau một hồi yên tĩnh, người đàn ông trung niên trầm giọng nói, có biết đối phương là ai không? Người thần bí lắc đầu, chỉ biết là kiếm tu. Hơn nữa hình như không chỉ có một người. Người đàn ông trung niên nhíu mày, vậy sao nhóm cao thủ kia lại đến thế giới thế này? Người thần bí lắc đầu, không biết, tóm lại cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Người đàn ông trung niên gật đầu, đương nhiên, lần này tới đây, một là vì bảo vật đó, hai là để xem thử linh khí của thế giới này thế nào. Nói đến đây, ông ta hơi nhếch môi, linh khí của vũ trụ rất tốt. Người thần bí nhắc nhở, bảo vật đó. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó nói, đi thôi, đến thần võ thành xem thử. Chương 1971, đỡ một kiếm của ngươi có gì khó chứ? Dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Chẳng mấy chốc, ba người đã xuất hiện trên bầu trời của thần võ thành. Người đàn ông trung niên nhìn xuống thần võ thành, một uy thế mạnh mẽ lập tức vây lấy toàn bộ thần võ thành. Tất cả mọi người trong thần võ thành đều hoảng sợ. Người đàn ông trung niên nhìn xuống dưới, Diệp Huyên có ở đây không? Lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên. Người đó chính là An Lan Tú. An Lan Tú nhìn người đàn ông trung niên, đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này, một người đàn ông xuất hiện bên cạnh nàng. Người đó chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên, An Lan Tú hơi sửng sốt, sau đó nhẹ giọng hỏi, về rồi à? Diệp Huyên gật đầu, để ta giải quyết. Nói xong, hắn nhìn người đàn ông trung niên, người của đại thế giới huyền hoàng. Người đàn ông trung niên cười đáp, phải.
Ngươi từng nghe nói tới chúng ta à? Diệp Huyên gật đầu, từng nghe nói tới, hình như thế giới của các người rất lợi hại. Nói xong, hắn trở tay phải một cái, một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh xuất hiện trong tay, cao thủ đến từ đại thế giới huyền hoàng, ông dám đứng ra đỡ một kiếm của ta không? Nếu có thể đỡ, ta sẽ dâng bảo vật đó lên bằng hai tay. Người đàn ông trung niên nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, cười nói, đỡ một kiếm của ngươi có gì khó chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, dưới một kiếm này của ta, ông có thể sẽ chết đấy, không đùa đâu. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ngươi, cả kiếm trong tay ngươi nữa. Tới đi, đừng nói là đỡ một kiếm, dù là 10 kiếm ta cũng không ngại. Một người thần bí phía sau người đàn ông trung niên đột nhiên nói, đừng sơ ý. Người đàn ông trung niên cười, không sao, một kiếm tu của tiểu thế giới thôi mà, hơn nữa, kiếm cấp bậc đạo cảnh không làm ta bị thương được đâu. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, đến đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhảy tới trước mặt người đàn ông trung niên, chém xuống một kiếm. Người đàn ông trung niên nâng cánh tay phải lên đỡ lấy, lúc này, ông ta hoàn toàn không xuất toàn lực, chỉ dùng chưa tới 5 phần lực. Mà khi kiếm của Diệp Huyên cách đầu người đàn ông trung niên khoảng 10 mấy tấc, kiếm trong tay hắn chợt biến thành kiếm Thiên Chu. Chương 1972, Nhất Kiếm Định Hồn. Mà gần như cùng lúc đó, sắc mặt người đàn ông cũng thay đổi, nhưng đã muộn rồi. Một kiếm chém xuống. Cơ thể người đàn ông trung niên lập tức nứt toác, chỉ còn lại linh hồn, nhưng linh hồn của ông ta đã bị một lực lượng thần bị khóa lại tại chỗ. Người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, ngươi ăn gian. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ta ăn gian cái gì? Ông đừng có nói lung tung. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kiếm đó của ngươi là kiếm gì? Diệp Huyên cười, Thiên Chu. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, Thiên Chu hay đấy, nhưng ngươi cho rằng như vậy là ngươi thắng ư. Cho ngươi biết, dù chỉ còn lại linh hồn, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi trước mặt ta thôi. Dứt lời, linh hồn của ông ta lập tức run rẩy, một lực lượng mạnh mẽ lan ra từ trong linh hồn của ông ta. Lúc này, Diệp Huyên giơ tay lên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định hồn. Trong nháy mắt, linh hồn người đàn ông trung niên lập tức mở đi. Lúc này, ông ta thật sự thấy khó tin. Một kiếm kia tiêu diệt linh hồn của ông ta một cách dễ dàng như thế. Sao có thể? Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên đang ngày càng mờ đi, ta nói rồi, dưới một kiếm này của ta, ông có thể sẽ chết. Người đàn ông trung niên vừa muốn nói gì đó, Diệp Huyên vung tay phải lên, kiếm chấn hồn lập tức hấp thu linh hồn. Diệp Huyên nhìn hai người thần bí còn lại, một người trong đó muốn ra tay, nhưng một người khác lại ngăn cản, thân thể của hắn đã phong đế, kiếm đạo đã thành thần, chúng ta đấu không lại. Diệp Huyên đang muốn ra tay, lúc này, hai người đột nhiên biến mất, tốc độ của bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối tinh không mờ mịt. Mà Diệp Huyên cũng không bỏ qua cho hai người, hắn giẫm chân phải một cái, người biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đuổi theo hai người vào trong tinh không vô tận, hai người đi thẳng vào trong bia mộ, Diệp Huyên vừa muốn đuổi theo, tầng 6 đột nhiên cất lời, có phải đắc ý quá rồi không? Diệp Huyên vội dừng lại. Hắn nhìn về phía bia mộ, cũng may không đi vào, nếu mà đi vào đến thẳng đại thế giới huyền hoàng, thì thật sự là đi chịu chết. Như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên nói, tiền bối, với thực lực của người, người có thể một tay tiêu diệt đại thế giới huyền hoàng gì đó không? Chương 1973, ta cũng đâu có bảo vật đó. Ma chủ im lặng một lát rồi nói, người cảm thấy ta có thể không? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, khả năng không cao lắm nhỉ? Ha ha. Bịch. Diệp Huyên đột nhiên bay ra ngoài, bay xa khoảng gần 1000 trượng. Lúc này, tầng 6 đột nhiên nói, người phải áp chế lại ma tính của mình, ma tính này sẽ khiến người trở nên càng vô sỉ hơn, cũng sẽ khiến người càng giống như muốn ăn đòn hơn, cho nên ta đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, hiểu không? Diệp Huyên. Lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thiên đạo. Diệp Huyên nhìn thiên đạo. Hắn không nói gì, nhưng kiếm Thiên Chu đã xuất hiện trong tay. Hắn vẫn không quên lúc trước thiên đạo này vẫn luôn có ý đồ với mình. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, người mạnh hơn rồi. Diệp Huyên hỏi, không được sao? Thiên đạo nhìn hắn, không nói gì.
Diệp Huyên xoay người muốn đi. Lúc này, Thiên Đạo lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn, ngươi nên rời khỏi vũ trụ hỗn độn, đi tới một vũ trụ khác. Diệp Huyên thắc mắc, tại sao? Thiên Đạo nhìn hắn, vì trên người ngươi có bảo vật đó, nếu ngươi không đi, chắc chắn người của đại thế giới huyền hoàng sẽ đến đây, mà nếu ngươi đi, bọn họ sẽ không chú ý đến vũ trụ hỗn độn nữa. Diệp Huyên im lặng. Thiên Đạo trầm giọng nói, Diệp Huyên, ngươi ở lại đây sẽ làm hại đến tất cả mọi người của vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, ý của ngươi là muốn ta ra ngoài thu hút hỏa lực đúng không? Thiên Đạo im lặng. Diệp Huyên cười, sao ngươi không đi đi? Thiên Đạo đáp, ta cũng đâu có bảo vật đó. Diệp Huyên nói, ta có bảo vật thì sao? Ta có bảo vật thì phải đi chịu chết à? Ngươi nói ta liên lụy đến cả vũ trụ hỗn độn, được. Nói xong, hắn bấm tay, tháp giới ngục xuất hiện trước mặt Thiên Đạo. Diệp Huyên lại nói, ta đưa nó cho ngươi, ngươi đi thu hút hỏa lực giúp ta. Chương 1974, tiền bối sẽ biết nhanh thôi. Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, không nhận lấy tháp giới ngục. Bây giờ ai có bảo vật này sẽ là đối tượng bị đại thế giới huyền hoàng nhằm vào. Thấy Thiên Đạo không nhúc nhích, Diệp Huyên cười, còn bảo mình là Thiên Đạo. Ngươi sợ người của đại thế giới huyền hoàng như thế à? Bọn họ không phải cũng là người ư? Là người thì ông đây đều không sợ. Ta cho ngươi biết, sớm muộn gì cũng có ngày ta tấn công đại thế giới huyền hoàng, ta muốn cho bọn họ biết Diệp Huyên ta không phải dễ bắt nạt đâu. Lúc này, trong bia mộ đột nhiên vang lên một giọng nói, vậy sao ngươi không đến ngay bây giờ đi? Chúng ta ở bên này đợi ngươi. Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía bia mộ, thông đạo không gian của bia mộ đang rung rung như có người đang đến. Đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, tiền bối, ngươi có thể hủy bia mộ kia đi không? Ma chủ nói, vô dụng thôi, hủy rồi, bọn họ vẫn sẽ dùng cách khác để đến đây. Diệp Huyên trầm giọng nói, cần một chút thời gian. Nếu bây giờ người của đại thế giới huyền hoàng đến đây, hắn không chắc là mình có thể đối phó được. Ma chủ im lặng một lát rồi nói, đúng là cần chút thời gian. Thời gian. Diệp Huyên im lặng. Cái hắn cần bây giờ chính là thời gian. Dù thân thể của hắn đã phong đế, cũng đạt tới kiếm thần, nhưng chắc chắn cao thủ của đại thế giới huyền hoàng không phải cao thủ bình thường. Đối mặt với cao thủ cấp bậc đó, hắn cũng không tự tin lắm. Lúc này, như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nhếch môi. Ma chủ hỏi, lại nghĩ ra điều xấu xa gì à? Diệp Huyên cười hì hì, tiền bối sẽ biết nhanh thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía bia mộ, thông đạo truyền tống trong bia mộ ngày càng rung mạnh, rõ ràng cao thủ bên kia đang cách nơi này ngày càng gần. Sắc mặt của Thiên Đạo ở cách đó không xa vô cùng nặng nề. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi không chạy à? Diệp Huyên hờ hững nói, ta không muốn quan tâm đến ngươi. Thiên Đạo. Khoảng một khắc sau, một hơi thở mạnh mẽ truyền ra từ trong bia mộ kia. Rõ ràng là đối phương sắp đến rồi. Chương 1975, đây là bảo vật đó. Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc, sau đó định rời đi. Nàng ta không muốn xảy ra mâu thuẫn với đối phương. Nhưng nàng ta vẫn muốn xem thử Diệp Huyên sẽ đối phó thế nào. Lúc này, bia mộ kia đột nhiên rung động không ngừng, một bóng đen xuất hiện ở sâu trong thông đạo truyền tống kia. Sắp ra ngoài rồi. Thiên Đạo híp mắt lại, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Vì hơi thở của người này đã vượt qua đế cảnh rồi. Rõ ràng người bên phía đại thế giới huyền hoàng không muốn cho Diệp Huyên chút cơ hội nào. Lúc người nọ sắp ra ngoài. Một ngọn tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện giữa chân mày Diệp Huyên, một khắc sau, Diệp Huyên cười gằn, thu cho ông. Thu, tháp giới ngục lập tức xuất hiện trên bia mộ đó, một khắc sau, một tia sáng đỏ như máu bao phủ lên bia mộ kia, sau đó, tháp giới ngục rung động dữ dội, chớp mắt một cái đã thu bia mộ vào trong tháp. Thiên Đạo ở bên cạnh sửng sốt, có thể như thế nữa à? Lúc tháp giới ngục thu bia mộ vào, một người áo đen đi ra từ trong bia mộ. Đương nhiên lúc này hắn ta đang ở trong tháp giới ngục. Tầng thứ nhất của tháp giới ngục. Người đàn ông áo đen nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, đến nhầm nơi rồi à? Không đúng. Người đàn ông híp mắt nhìn một vòng xung quanh, trong mắt lộ vẻ đề phòng. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt người đàn ông áo đen.
Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông nhìn xung quanh, đây là bảo vật đó. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người đàn ông cười, người thù ta vào đây rõ ràng là muốn dùng bảo vật này đối phó ta, đúng không? Diệp Huyên lại đáp, đúng. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên, ngươi là đang dẫn sói vào nhà đấy. Nói đến đây, hắn ta chợt ngẩng đầu nhìn lên trên, còn có người. Chương 1976, tiền bối, người là cao thủ cảnh giới gì? Diệp Huyên gật đầu, một vị tiền bối rất lợi hại. Người đàn ông cười, lợi hại lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, rất lợi hại, người muốn trò chuyện với người đó một chút không? Người đàn ông áo đen hỏi ngược lại, người biết ta lợi hại đến mức nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông áo đen hỏi, cao thủ đứng đầu ở thế giới các ngươi là phong đế cảnh, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông cười khẽ, mười đế cảnh cũng không làm gì được ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, xem trọng ta thế, ta chỉ mới 18 tuổi thôi. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, nhìn từ căn cốt của ngươi, có lẽ ngươi đã 20 rồi. Diệp Huyên, người đàn ông áo đen lại nói, chúng ta từng điều tra về ngươi. Thiên phú của ngươi không tệ lắm, rất có tiềm lực, vì thế chúng ta sẽ không xem thường ngươi. Nếu muốn giết ngươi, đương nhiên phải phái một người chắc chắn 10 phần đến. Chúng ta cũng không muốn phái một vài người yếu hơn đến cho ngươi luyện tay. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi muốn đến tầng 6 ngồi một lát không? Người đàn ông áo đen ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, xem ra vị ở tầng 6 kia chính là chỗ dựa của ngươi. Đợi đi, ta sẽ lập tức đi lấy đầu của y. Dứt lời, hắn ta lập tức biến mất. Đi tới tầng 6. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên tầng 6. Lúc này, một cái đầu máu chảy đầm đề chợt rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên sửng sốt. Đây là đầu của người đàn ông áo đen. Diệp Huyên vô cùng ngạc nhiên, cái này. Ma chủ đột nhiên cất lời, có lẽ hắn đã đánh giá thấp thực lực của ta rồi. Diệp Huyên. Thực lực của ma chủ. Thật ra Diệp Huyên cũng không biết thực lực của ma chủ mạnh bao nhiêu, nhưng có thể chắc chắn là hắn rất mạnh. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, sau đó hỏi, tiền bối, người là cao thủ cảnh giới gì? Ma chủ đáp, cảnh giới đã không còn ý nghĩa gì với chúng ta nữa rồi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, tiền bối, với thực lực của người, thật ra đã có thể ra ngoài rồi đúng không? Ma chủ nói, đúng. Diệp Huyên đang muốn nói tiếp. Tầng thứ nhất đột nhiên vang lên giọng nói của Tiểu Linh Nhi, vậy sao ngươi không đi? Ta hết chỗ trồng linh quả rồi, thật đáng ghét quá. Diệp Huyên, ma chủ cười, tiểu nha đầu, ngươi có thể đến chỗ của ta trồng. Chương 1977, giàu như thế sao? Tiểu Linh Nhi hưng phấn nói, thật sao? Ma chủ nói, thật chứ? Tiểu Linh Nhi lập tức bay đến tầng 6. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, tiền bối. Người có thể dạy bảo muội muội ta không? Diệp Liên. Thật ra dù là hắn hay Diệp Liên đều rất cần có người chỉ bảo, đặc biệt là Diệp Liên, lúc này cô bé nhận được truyền thừa của Tiên Đạo Tông, nhưng nếu không có ai chỉ bảo, dựa vào chính cô bé, rất khó có thể tiếp thu hết được. Ma chủ nói, được thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm thấy vui mừng, cảm ơn tiền bối. Ma chủ đột nhiên nói thêm, thiên phú của nha đầu này rất cao. Nhưng được ngươi bảo vệ quá tốt, khiến cô bé quá lệ thuộc vào ngươi, đây không phải chuyện tốt, ngươi cần phải chú ý. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Có cơ hội phải để Diệp Liên đi rèn luyện một mình mới được. Một lát sau, Diệp Huyên bắt đầu thu gom chiến lợi phẩm. Người áo đen có 3 chiếc nhẫn chứa đồ. Trong một chiếc nhẫn chứa đồ có khoảng hơn 100 triệu thần tinh. Hơn 100 triệu thần tinh. Lúc nhìn thấy nhiều thần tinh như vậy. Diệp Huyên cảm thấy không được khỏe lắm. Giàu như thế sao? Nhưng chuyện này cũng bình thường, cao thủ cấp bậc thế này, chắc chắn sẽ có của cải rất đáng sợ. Có 100 triệu thần tinh này, có thể nói, bây giờ e rằng chỉ có một vài thế lực lớn hàng đầu của thần quốc mới có thể so sánh với hắn thôi. Trong chiếc nhẫn thứ hai là một vài thiên tài địa bảo. Các loại bảo vật cực phẩm, linh quả, tiên thảo, còn có một vài linh đan cực kỳ quý giá. Những linh đan này có rất nhiều loại, có chữa thương, khôi phục huyền khí, thậm chí còn có tẩy kinh phạt tủy, hơn nữa mỗi một loại đều là cực phẩm.
chỉ giá trị của những linh đan này đã vượt qua 100 triệu thần tinh kia rồi. Diệp Huyên hưng phấn cười to trong tháp giới ngục. Lời to rồi. Diệp Huyên đưa những linh quả linh thảo kia cho Tiểu Linh Nhi, khiến Tiểu Linh Nhi vô cùng vui vẻ. Chồng. Chương 1978. Phát triển thần võ thành. Tiểu Linh Nhi bắt đầu ra tay. Nhìn Tiểu Linh Nhi bận rộn, Diệp Huyên cười ha ha, không bao lâu sau, những linh quả linh thảo này sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Trước giờ hắn chưa từng nghi ngờ năng lực của Tiểu Linh Nhi ở phương diện trồng linh quả. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, tiếp tục xem chiếc nhẫn chứa đồ thứ ba. Đồ trong nhẫn chứa đồ thứ ba khá ít, chỉ có 30 mấy món. Nhưng đều là bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Hơn nữa trong đó còn có một thanh trường thương này là bảo vật cấp thần cảnh. Trong tất cả bảo vật của hắn, thanh trường thương này chỉ đứng sau kiếm thiên chu. Mà kiếm thiên chu này tạm thời vẫn không thể đo lường bằng cấp bậc. Ngoài thanh trường thương này còn có 31 bảo vật cấp đạo cảnh khác. 31 món. Trong đó còn có 9 món là kiếm. Thấy cảnh này, Diệp Huyên không hưng phấn mà còn im lặng. Dầu. Tài sản của người đàn ông áo đen này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, nghèo khó giới hạn trí tưởng tượng của ta. Diệp Huyên cất những bảo vật kia đi, có khoản tài sản này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Phát triển thần võ thành. Dù là võ viện hay kiếm tống, hắn cũng thật lòng hy vọng hai thế lực này trở nên ngày càng mạnh hơn. Bây giờ hắn còn là thành chủ của thần võ thành, cũng có trách nhiệm giúp hai thế lực này trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Mà có những bảo vật này, thần võ thành chắc chắn có thể được lột xác. Lúc này, ma chủ đột nhiên nói, ta mơ hồ cảm thấy hình như tầng 8 sắp thức tỉnh rồi. Tầng 8. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi lại, tầng 8. Ma chủ đáp, có một cảm giác rằng đối phương sắp thức tỉnh. Năm đó tháp này bị trấn áp, người bị giam có thực lực càng mạnh sẽ bị trấn áp càng dữ, mà bây giờ, vì ngươi thường xuyên sử dụng tháp, những phong ấn kia ngày càng được nới lỏng, cho nên có lẽ tầng 8 này sắp tỉnh lại rồi. Chương 1979. Ngươi có bệnh đúng không? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có biết tầng 8 là nhân vật nào không? Ma chủ nói, không thể thăm dò được. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi nói, người nói xem tầng 8 có xử ta không? Ma chủ đáp, ai biết được, nhưng ta cảm thấy có thể là có. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Ma chủ nói, vì ngươi trông thiếu đòn rất lâu rồi. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Bây giờ hắn không muốn để ý đến tầng 8 hay tầng 9 nữa, bây giờ hắn có kẻ thù mạnh hơn. Đó chính là đại thế giới huyền hoàng. Sau khi Diệp Huyên ra ngoài, thiên đạo kia vẫn còn chưa đi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người nọ đâu? Diệp Huyên hờ hững đáp, ta dùng một kiếm giải quyết rồi. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, người cảm thấy ta bị ngu sao? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, thi thể của hắn còn ở trong tháp đây, hay là ngươi đi vào xem với ta đi? Thiên đạo híp mắt, không nói gì. Sao nàng ta dám đi vào chứ? Đi vào rồi còn đi ra được sao? Diệp Huyên không quan tâm đến thiên đạo nữa, bia mộ kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Thiên đạo trầm giọng hỏi, ngươi làm gì đấy? Diệp Huyên nhìn nàng ta lạnh lùng nói, nếu ngươi có thể thu nó vào vậy vì sao còn phải thả ra? Ngươi không biết người của đại thế giới huyền hoàng có thể thông qua nó truyền tống đến đây à? Diệp Huyên giận dữ nói, truyền tống tới thì sao? Người ta không thể đến đây à? Người dựa vào cái gì không cho người ta đến? Người ta muốn đi qua là sự tự do của người ta, tự do, người hiểu không? Người có bệnh đúng không? Diệp Huyên không thèm để ý đến thiên đạo mà trực tiếp xoay gót rời đi khiến sắc mặt nàng ta xấu xí vô cùng, nhưng chỉ có thể dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Nàng ta vẫn chưa biết người của đại thế giới huyền hoàng kia như thế nào, nhưng chắc chắn không có gì tốt lành, bởi vì Diệp Huyên vẫn còn sống. Sự kiêng kỵ nàng ta dành cho hắn càng ngày càng lớn. Khi Diệp Huyên dở thói mặt dày thì sẽ tự biến thành một người vô cùng hiền lành chất phác, khiến cho không ai nhận ra được hắn nguy hiểm đến nhường nào. Chương 1980. Huynh chọn món nào thích hợp đi. Nhưng một khi hắn đã nghiêm túc thì sẽ trở thành một kẻ độc ác tàn nhẫn đến cùng cực. Vào giờ phút này,
nàng ta dần cảm nhận được Diệp Huyên là một nhân vật nguy hiểm đến nhường nào. Thiên đạo im lặng một hồi rồi mới rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi trở lại thần võ thành, Diệp Huyên lập tức đi tìm An Lan Tú, xòe tay ra cho nàng thấy một thanh trường thương cấp thần cảnh. An Lan Tú ngẩn ra, đây là... Hắn cười, ta vừa có được. Nó thích hợp với nàng hơn nên tặng nàng đấy. Nàng quan sát ngọn thương một phen, thứ này quá quý giá. Diệp Huyên tỏ vẻ phật lòng, cái gì mà quý với chẳng giá. Bất kỳ thứ gì cũng không thể sánh bằng nàng và Liên Nhi trong lòng ta. An Lan Tú lẳng lặng nhìn hắn một hồi rồi nhận lấy ngọn thương. Diệp Huyên lập tức nhoẻn cười thật tươi. Thấy hắn lại xoay người rời đi, An Lan Tú lên tiếng, ta đã khiêu chiến cường giả đế cảnh ở thần quốc. Kết quả thế nào, hắn lập tức quay lại hỏi. Ta thắng. Diệp Huyên tròn mắt, nàng đã mạnh đến thế rồi sao? An Lan Tú gật đầu, tầm mắt chuyển xuống ngọn thương trong tay, có nó, ta mới có thể tùy ý giết chết cường giả bậc ấy được. Lần sau có đánh nhau, huynh nhớ hãy gọi ta. Nàng để lại một câu rồi xoay gót rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ một hồi rồi mới chạy đi tìm Mạc Tà. Lúc này Mạc Tà cũng đã đạt đến thiên đạo cảnh, có thể xem như rất mạnh rồi, chỉ còn kém một cảnh giới với nhóm người tinh chủ mà thôi. Mạc Tà liếc nhìn hắn, về rồi à? Diệp Huyên bật cười rồi vung tay lên, hơn 20 bảo vật đạo cảnh xuất hiện. Huynh chọn món nào thích hợp đi. Mạc Tà nhìn hắn đầy ngạc nhiên, hắn chỉ cười, còn lo gì nữa, cứ chọn một món phù hợp đi. Sau một hồi trầm ngâm, hắn ta mới chọn một món bảo vật có dạng móng vuốt. Diệp Huyên thu những món khác vào rồi rời đi, để lại đối phương lẳng lặng nhìn theo một hồi lâu. Chốc lát sau, hắn lại tìm đến nhóm Mạc Vân Khởi. Chương 1981, không ai khác chính là Tiểu Thất. Khi hắn bày những món bảo vật ấy ra, hào sảng nói chọn một món đi, Mạc Vân Khởi không khỏi dương mắt nhìn hắn, ngươi lại đi cướp ở đâu đúng không Diệp Thổ Phỉ? Ta là loại người như vậy à? Diệp Huyên đen mặt hỏi. Mạc Vân Khởi nghiêm túc đáp đúng, ngươi sao có thể là loại người như thế được? Cướp nào phải phong cách của ngươi, phải là trộm mới đúng. Diệp Huyên, ngươi bất bậy bạ đi. Bạch Trạch đứng gần đó xen vào rồi chọn một bảo vật thiên về phòng ngự, rất hữu dụng với người chủ tu thân xác như y. Bỗng Khương Cửu lên tiếng, thần quốc đã phái người đến. Thấy hắn nhìn sang. Nàng ấy trầm giọng tiếp lời, họ muốn đưa một vài thương hội vào thần võ thành chúng ta, người thấy thế nào? Diệp Huyên đáp, hiện giờ chúng ta chỉ có một thương hội của Bạch Chỉ thôi đúng không? Khương Cửu gật đầu, đúng thế. Vậy thì đừng để ai vào cả. Đón được ánh mắt của nàng ấy, hắn nhe răng cười, Bạch Chỉ đã giúp chúng ta rất nhiều mà. Khương Cửu gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyên cười, mỗi người tự lựa một món phù hợp với mình đi. Đợi bọn họ chọn lựa xong bảo vật cho mình, Diệp Huyên nán lại trò chuyện thêm một chút rồi rời đi. Chấm chấm chấm. Trong khoảng thời gian kế tiếp đó, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cũng vào lúc đó, tin tức Đường tộc tuyên bố quy thuận thần quốc khiến toàn bộ vũ trụ hỗn độn sôi sùng sục. Một trong những bá chủ hùng mạnh nhất nơi này vậy mà lại quy thuận trước một thế lực khác. Sau đó đến lượt yêu tộc cũng tiếp bước Đường tộc, chỉ có liên minh trật tự là không có động tĩnh gì. 3 ngày sau, một cô bé đặt chân đến thần võ thành với 10 người mặc áo đen, hông dắt trường đao theo sau. Không ai khác chính là Tiểu Thất. Thấy 10 người kia muốn theo mình vào thành, Tiểu Thất lắc đầu chờ ta bên ngoài. Đợi bọn họ thi lễ lui lại rồi, cô bé mới cất bước đi thẳng đến kiếm tông, nào ngờ Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt. Chương 1982, nhưng thế thì đã sao? Tiểu Thất quan sát hắn một phen, kiếm thần. Diệp Huyên gật đầu, vừa đột phá không lâu. Chúc mừng. Diệp Huyên cười đáp lễ trước cái gật đầu của cô bé, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến gặp ta? Tiểu Thất chỉ hỏi, người thấy thế nào về đại thế giới huyền hoàng? Ta chỉ biết một điều mà thôi. Là gì? Hắn nhăn nhở, đó là ta nhất định sẽ làm thịt bọn chúng. Cô cũng biết ta không còn lựa chọn nào khác mà. Chỉ khi nào hắn từ bỏ món báu vật kia. Đại thế giới huyền hoàng mới chịu buông tha hắn. Tiểu Thất nói, ta đã gọi một nhóm người của thần quốc về. Bọn chúng chỉ nhằm vào ta mà thôi. Nào ngờ cô bé lại lắc đầu, không, mục tiêu của chúng là cả vũ trụ hỗn độn này.
Thấy Diệp Huyền im lặng, Tiểu Thất tiếp lời, người của ta sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của chúng. Cho dù là ai, nhân số bao nhiêu đi nữa, chỉ cần đặt chân vào lãnh địa của ta thì ta sẽ khiến chúng có đi mà không có về. Cô bé dương mắt lên nhìn Diệp Huyền, thần quốc ta có một nhóm ám vệ 23 người, tất cả đều là sát thủ có thực lực giết chết cường giả đế cảnh. Ta giao họ cho ngươi. Diệp Huyền ngây ngốc lặp lại, cho ta ư. Tiểu Thất gật đầu, ngươi cũng là một sát thủ, đặc biệt là khí hỗn độn của ngươi có thể dùng để che giấu họ, cho dù là cường giả đế cảnh cũng không cảm nhận được. Diệp Huyền hạ giọng, Tiểu Thất, đại thế giới này có thể còn mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta. Ta biết chứ, đối phương gật gù, nhưng thế thì đã sao? Diệp Huyền cười xòa, cũng phải, dù sao chỉ cần giết chúng là được. Tiểu Thất gật đầu, chúng sẽ đến đây trong nhiều nhất là 10 ngày nữa, ngươi phải chuẩn bị vẹn toàn. Sau đó cô bé rời đi, để lại Diệp Huyền đứng trầm tư trong im lặng. Chỉ còn 10 ngày nữa, người của đại thế giới huyền hoàng sẽ đến. Hắn thì thầm, chẳng biết A Việt đã tìm được Viêm già chưa? Nói xong, hắn lập tức xoay gót đi. Thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn cần phải tu luyện táng quyền đến trình độ cao nhất, để nó trở thành một trong những con át chủ bài của hắn. Chương 1983, tinh tình cái tháp này cũng tốt hơn xưa nhiều. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ dẫn của đại thần tầng 6, bản thân Diệp Liên vốn đã nắm giữ truyền thừa của Tiên Đạo Tông, thực lực chỉ có thể gọi là ngày đi nghìn dặm. Diệp Huyền cũng thường xuyên tập luyện cùng muội muội, ngặt nỗi cô bé cứ sợ sẽ làm hắn bị thương mà không chịu dùng toàn lực, mặc cho hắn đã phải giải thích bao nhiêu lần. Vì vậy mỗi một trận tỉ thí giữa hai anh em chẳng khác gì chơi đùa khiến Diệp Huyền không biết phải làm sao. Đại thần tầng 6 cũng bó tay, nói rằng Diệp Liên cái gì cũng tốt, chỉ thiếu đi sự tàn nhẫn quyết đoán mà một cường giả rất cần khi giao thủ với nhau. 6 ngày sau, Diệp Huyền đang tu luyện thì bỗng rời khỏi tháp giới ngục, hóa thành một tia kiếm quang phóng vút lên trời. Ở trên không trung, hắn gặp được ba gương mặt quen thuộc. A Việt, Viêm già và một người đã lâu rồi không gặp Việt Kỳ. Nàng ấy mỉm cười với hắn, lâu rồi không gặp. Diệp Huyền lập tức nhoẻn miệng, Việt Kỳ sư tôn, được gặp lại người thật tốt quá. Việt Kỳ là người đã dốc lòng chăm sóc hắn khi ở Thương Kiếm Tông, vì vậy Diệp Huyền kính trọng nàng ấy vô cùng. Như nghĩ đến gì đó, hắn quay sang Viêm già, thấy nàng ta quan sát hắn một phen rồi gật đầu, mạnh hơn trước kia nhiều rồi. Viêm già cô nương, lâu rồi không gặp. Đối phương đang định mở miệng thì tháp giới ngục đã xuất hiện trước mặt nàng ta, lúc lắc như muốn nói gì đó. Viêm già cười, tinh tình cái tháp này cũng tốt hơn xưa nhiều. A Việt trơ mặt đáp, nhưng da mặt càng lúc càng dày, giống người nào đó. Diệp Huyền. Viêm già cười nói, khoan nói việc này đã, chúng ta mở tầng thứ 7 thôi. Diệp Huyền phấn khởi hỏi, các vị đã tìm được đạo tắc trên đó rồi. Nàng ta gật đầu, đúng vậy, nhưng nàng ta không muốn trở về. Vì sao? Nàng ta đã có cuộc sống của chính mình, không muốn trở lại cái tháp rách này nữa. Nhưng thân là đạo tắc tầng thứ 7, nàng ta tất nhiên có cách giải trừ phong ấn trên đó, chúng ta vào thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, được. Khi họ vừa đặt chân vào trong, tháp giới ngục lại hiện ra trước mặt Viêm già, rung lên lắc xuống như muốn truyền tải lời nói. A Việt bỗng lên tiếng, nàng ta không về nữa, chưa nghe rõ à? Cái tháp lắc đầu nguầy nguậy, bị A Việt vung tay tát cho một cú vang dội mà bay véo đi. Chương 1984, tương lai định thế nào? Nàng ta điềm nhiên nói, lên tầng 7. Khi họ đứng trước cửa vào, Viêm già đưa tay ra. Một con dấu màu đen xuất hiện chui tọt vào bên trong, sau đó cánh cửa dẫn vào tầng 7 dần dần hé mở. Tiểu Linh Nhi bay vào trước tiên. Sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy chiếc hộp trên tầng 7 với một sâu kẹo hồ lô ở trên đã bị cô bé vác đi mất với một nụ cười kéo đến tận mang tai. Bây giờ trong tay Tiểu Linh Nhi đã có hai chiếc hộp rồi, nhưng bên trong chứa gì thì chẳng ai biết. Diệp Huyền bước lên trước, vừa cầm quyển sách cổ lên thì nó đã hóa thành một tia sáng trắng dung nhập vào giữa trán hắn, kéo theo muôn vàn thông tin tràn vào tâm trí. Nhất kiếm vô lượng. Giọng nói ma chủ bỗng vang lên, kiếm kỹ này, hay cho vô thị giới. Từ giờ phút này trở đi, trừ những người ở cấp bậc như ta, đã không còn ai mà ngươi không thể giết được. Nhất kiếm vô lượng.
Nhất kiếm vô lượng là gì? Lấy kiếm làm niệm, lấy niệm làm kiếm, niệm đến đâu, kiếm đến đó. Nhất niệm sinh, có thể tiến hành tập kích bất ngờ kẻ địch trong vòng trăm trượng, coi thường tất cả phòng ngự, coi thường tất cả rào chắn, coi thường tất cả pháp tắc, coi thường tất cả bí thuật, coi thường tất cả thần thông, coi thường tất cả đạo tắc, coi thường tất cả hạn chế của đất trời, coi thường tất cả cảnh giới. Sau khi giết chết địch, có thể lập tức trốn vào không minh cảnh, không bị thiên địa giới hạn, bất kỳ pháp tắc nào cũng không thể tra ra, bất kỳ bí thuật nào cũng không thể tìm thấy, bất kỳ đạo tắc nào cũng không mò ra, không kết nhân, cũng không gieo quả. Không thể không nói, theo lời miêu tả, nhất kiếm vô lượng này thật sự quá là kinh khủng. Quan trọng nhất là sau khi giết người còn có thể trốn vào không minh cảnh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là giết người xong có thể bỏ chạy. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện nhất kiếm vô lượng. Kiếm kỹ này nếu tu thành, trừ tháp giới ngục ra, có thể nói đây là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Nhóm người Viêm Già ở bên cạnh lặng lẽ thối lui. Tầng 5. Chỉ có hai người, Viêm Già và A Việt. Viêm Già nhẹ giọng hỏi, có tin tức của đại tỷ không? A Việt lắc đầu. Viêm Già lại nói, tương lai định thế nào? Chương 1985. Cô gái váy trắng. A Việt đáp, ta không muốn ở lại đây mãi, đợi đến khi hắn đủ mạnh, ta sẽ bảo hắn giải trừ cấm chế trên người ta. Viêm Già hỏi, e là tháp này sẽ không đồng ý. A Việt im lặng. Đạo tắc. Tháp này có tổng cộng 10 đạo tắc, mà 10 đạo tắc này đại diện cho quy tắc chí cao trong thiên địa, sở dĩ tháp giới ngục này mạnh đến thế không thể không kể đến công của 10 đạo tắc này. Viêm Già bỗng nói, tháp này đã thay đổi rất nhiều. A Việt lắc đầu, bây giờ nó vẫn chưa khôi phục linh trí hoàn toàn, nếu khôi phục lại rồi. Nói đến đây, nàng ta không tiếp lời nữa. Tháp giới ngục. Không ai biết được cái tháp sách này khủng bố đến mức nào. Như nghĩ đến điều gì đó, A Việt lại nói, thật ra nó rơi vào tình trạng như bây giờ cũng là do tự làm tự chịu. Nó trước kia luôn nghĩ rằng sau khi thoát ra là có thể càn quét tất cả. Nhưng lại bị ba người nọ suýt nữa đánh nát, nếu không nhờ nữ nhân kia hạ kiếm lưu tình, e là đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại đâu. Viêm Già gật đầu. Năm đó, khi tháp giới ngục đại chiến cùng ba người kia, tháp giới ngục đã thua. Mà nó mặc dù không bị xóa sổ triệt để, nhưng cũng đã phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thê thảm. A Việt nhẹ giọng nói, hắn cũng không tệ, nếu hắn có thể nắm giữ cái tháp này hoàn toàn, chúng ta có thể được tự do. Viêm Già trầm giọng nói, e là rất khó. Không khó đâu. Viêm Già nhìn A Việt cười bảo, người có biết tại sao cái tháp sách này lại nhận hắn làm chủ không? A Việt hờ hững kể, cái tháp sách này bây giờ thông minh hơn rồi. Nó biết tùy mặt gửi lời, không chỉ thể, còn biết nịnh bợ người khác. Sở dĩ nó chọn tiểu tử ấy làm tháp chủ là bởi vì cô gái váy trắng kia, nó muốn ôm đùi nàng ấy, mà bây giờ xem ra nó rất thành công. Bởi vì lúc nó suy yếu nhất, nữ nhân kia sẽ giúp nó trấn áp tòa tháp này. Cô gái váy trắng. Vẻ mặt Viêm Già dẫn nghiêm lại, nữ nhân kia. Không chỉ mạnh mẽ bình thường thôi đâu. A Việt cũng trầm mặc. Rất lâu về trước, tháp giới ngục từng dẫn theo những đạo tắc là bọn họ đi đánh nhau với cô gái váy trắng. Lúc ấy, thật ra không riêng gì tháp giới ngục, ngay cả bọn họ cũng vô cùng ngạo mạn, cho rằng vũ trụ tứ duy này không ai là đối thủ của mình. Chương 1986, nhưng cô bé chưa từng mở ra xem. Mà lần đó, tháp giới ngục và bọn họ suýt nữa đã tan biến khỏi thế giới này. Đúng lúc này, Viêm Già bỗng nói, ta vẫn luôn thấy hắn không đơn giản. A Việt nhìn lên tầng 7, hắn. Viêm Già gật đầu, thân phận của hắn khá là quái dị. A Việt trầm giọng nói, ta biết, nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta cả, đợi hắn nắm giữ được tháp này rồi. Chúng ta lập tức rời đi, hắn đã đồng ý với ta rồi. Viêm Già cười khổ, chỉ là sợ tháp này không đồng ý thôi. Nếu nó khôi phục lại, ngoại trừ ba người kia, không ai có thể khống chế được nó. A Việt cười nói, yên tâm đi, tên kia sẽ có cách thôi, ở một phương diện nào đó, tháp này không phải là đối thủ của hắn đâu. Hơn nữa, có cô gái váy trắng nọ ở đây, cái tháp sách này căn bản không dám làm bậy. Viêm Già khẽ gật đầu, ta cũng không lo về chuyện này lắm, thứ ta lo là tháp này đã bại lộ, sẽ có vô số người đến tìm hắn gây chuyện.
A Việt gật đầu, ta cũng lo chuyện này, hiện tại chỉ mong hắn trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tự bảo vệ bản thân. Viêm gia đột nhiên hỏi, người có biết tầng 8 và tầng 9 là gì không? A Việt lắc đầu, không biết. Viêm gia trầm giọng nói, hai tầng này chắc chắn không phải dạng vừa đâu. A Việt trầm mặc một lát rồi đáp, ta bỗng phát hiện, tiểu tử kia hình như sống cũng không dễ dàng mấy. Viêm gia. Tầng 2. Tiểu Linh Nhi đang ngồi trước một cây linh quả, dưới tàng cây có hai chiếc hộp được bày ra. Hai chiếc hộp này đều là do tiểu tử lông xù kia cho cô bé. Nhưng cô bé chưa từng mở ra xem. Lúc gặp nguy hiểm rồi hẵng mở. Tiểu Linh Nhi nhìn hai chiếc hộp này một hồi lâu, cô bé bỗng nhếch miệng nở nụ cười, lát sau lại đi trồng linh quả. Cô bé nhận của Diệp Huyên rất nhiều linh quả linh thảo mới, trái nào so với trái nấy đều chất lượng hơn, bởi vậy cô bé muốn trồng lên thật nhiều thật nhiều. Đều là bảo bối. Khoảng thời gian này, Tiểu Linh Nhi vô cùng vui vẻ. Tầng 7. Chương 1987. Vào lúc ấy, đã khó khăn biết bao nhiêu. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong đầu hắn không ngừng hiện lên từng luồng tin tức. Nhất kiếm vô lượng. Càng hiểu rõ về nhất kiếm vô lượng này, Diệp Huyên càng kinh ngạc. Kiếm kỹ này quá khủng bố. Nếu có người sử dụng kiếm kỹ này với hắn, hắn căn bản không có cách nào chống đỡ được. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua. Sau 3 ngày, Diệp Huyên ở trong tầng 7 mở choàng hai mắt, trong mắt hắn lóe lên hai tia kiếm quang như lôi điện. Lúc này, A Việt và Viêm Già xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, A Việt đánh giá Diệp Huyên một chút rồi nói, thành công rồi. Diệp Huyên lắc đầu, còn một chút nữa. A Việt hỏi, một chút. Diệp Huyên gật đầu, ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn rời khỏi tháp giới ngục. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến đỉnh núi phía sau kiếm tông, trên đỉnh núi, Diệp Huyên đưa mắt nhìn xuống dưới, hắn cứ đứng lặng thinh như vậy. Nhất kiếm vô lượng. Thật ra hắn đã tu luyện thành công nhất kiếm vô lượng. Nhưng vẫn còn thiếu một chút ý nghĩ nữa. Vô lượng bao gồm rất nhiều thứ, từ, bi, hỷ, lạc, oán, hận, sát, nhân. Bao hàm vô số. Diệp Huyên lẳng lặng đứng ở trên đỉnh núi. Hắn cứ thế nhìn xuống phía dưới, trong đầu bỗng hiện lên từng hình ảnh khi còn ở Thanh Thành. Khó. Vào lúc ấy, đã khó khăn biết bao nhiêu. Bởi vì khi ấy hắn và muội muội đều còn nhỏ, muốn tiếp tục sinh sống trong thế gia toàn lừa lọc lẫn nhau như nhà họ Diệp kia, không chỉ khó khăn bình thường thôi đâu. Nhất là lúc đầu, hắn và muội muội đã nhiều lần suýt nữa chết đói. Mà sau khi rời khỏi Thanh Thành đến tận bây giờ, từng bước đi cũng không hề đơn giản. Rất nhiều lúc, hắn cảm thấy rằng cuộc đời này, thật sự rất khổ. Cũng có lúc ngọt ngào, nhưng đa số đều là đắng cay. Con người sống sót chẳng mấy dễ dàng. Sau một lúc, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Chương 1988, người đến chính là Diệp Huyên. Thoải mái. Bây giờ khi nhớ lại quãng thời gian ở Thanh Thành kia, đúng là rất gian nan. Nhưng những khó khăn kia đối với hắn bây giờ lại nhỏ bé biết bao. Thậm chí hắn còn có hơi nhớ cuộc sống ở Thanh Thành khi ấy. Lúc đó, chỉ cần đấu với mỗi nhà họ Diệp, nhưng hiện tại lại phải đấu với quá nhiều người. Nhưng trong cái nhìn của hắn, khó khăn bây giờ gặp phải, một ngày nào đó trong tương lai, hắn cũng sẽ bỗng thấy nhỏ bé như những khốn khó từng trải qua ở Thanh Thành. Không có khe nứt nào con người không thể bước qua được. Diệp Huyên xoay người rời đi. Thần quốc. Bên trong một cung điện, tiểu thất ngồi yên lặng, trước mặt nàng ta là Thượng quan Tiên Nhi. Thượng quan Tiên Nhi nói, bệ hạ, người của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu thất gật đầu, có thiếu sót gì không? Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, không có. Chỉ là không biết đại thế giới huyền hoàng sẽ đến bao nhiêu người. Tiểu thất nhẹ giọng nói, trận chiến đầu tiên, tất thắng. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, nếu trận đầu thắng, với chúng ta mà nói, sĩ khí chắc chắn sẽ tăng mạnh, nhưng một khi thắng rồi, nhất định sẽ khiến đại thế giới huyền hoàng đề cao cảnh giác. Tiểu thất khẽ gật đầu, biết. Thượng quan Tiên Nhi hơi thi lễ rồi xoay người lui đi. Lúc bước đến cửa đại điện, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên dừng lại, trước mặt nàng ấy không xa có một thanh niên đang đi thẳng đến. Người đến chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên.
Thượng quan Tiên Nhi khẽ mỉm cười, chào Diệp thành chủ. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó hỏi, cô là? Thượng quan Tiên Nhi cười nói, ta là mưu sĩ bên cạnh bệ hạ, thượng quan Tiên Nhi. Diệp Huyên hỏi, vậy Nam Cung cô nương kia đâu? Thượng quan Tiên Nhi hơi do dự, sau đó nói, nàng ấy đã đến Đông Hoang giới rồi. Diệp Huyên hỏi, cô thay thế nàng ấy à? Chương 1989, thật âm độc. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đúng vậy, sau này e là sẽ liên lạc nhiều với Diệp thành chủ, đến lúc ấy có lẽ sẽ quấy rầy thành chủ nhiều. Diệp Huyên cười nói, thượng quan cô nương khách khí rồi. Thượng quan Tiên Nhi khẽ mỉm cười, Diệp thành chủ đến gặp bệ hạ đi. Tiên Nhi lui xuống trước. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên tiến vào đại điện, trong đại điện chỉ có mỗi một tiểu thất. Tiểu thất quan sát Diệp Huyên một chút, hình như ngươi lại có hơi khác lúc trước. Diệp Huyên nhìn tiểu thất, có phải cô đã đạt đến cảnh giới kiếm thần siêu phàm rồi không? Tiểu thất gật đầu. Diệp Huyên cười khổ, tiểu thất này không phải yêu nghiệt bình thường thôi đâu. Tiểu thất nói, bọn chúng sắp đến rồi. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi bên ngoài đại điện. Tiểu thất nhẹ giọng nói, nhanh như vậy sao? Diệp Huyên nói, trước hết để ta đi gặp bọn chúng đã. Nói xong, hắn đã biến mất. Trong điện, tiểu thất trầm mặc hồi lâu rồi nói, bắt đầu rồi. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên, đã rõ. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên lại đi đến trong vùng tinh không kia, trước bia mộ, Diệp Huyên đứng lặng lặng. Mà trước mặt hắn không xa là thiên đạo. Thiên đạo nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cũng không để ý đến thiên đạo, hắn cứ nhìn tấm bia một kia, chẳng mấy chốc sau, trong thông đạo không gian xuất hiện 6 người, là 6 cường giả đã vượt qua đế cảnh. Thấy cảnh này, Diệp Huyên không nói hai lời, lập tức lấy tháp giới ngục ra, một khắc sau, bia mộ kia đã bị Diệp Huyên thu vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên đắc ý cười ha hả, sau đó hắn thu tháp giới ngục lại, xoay người chạy mất bóng. Cách đó không xa, thiên đạo trầm mặc hồi lâu rồi mới nhả ra từng chữ thật âm độc. Thật âm độc, chương 1990, không sợ bất kỳ ai. Thiên đạo biết đám người đến từ đại thế giới huyền hoàng kia quá nửa là tiêu đời rồi. Bên trong tháp giới ngục, tầng thứ nhất có thêm 6 người, dẫn đầu là một ông lão mặc áo bào đen. Giữa lông mày ông lão áo bào đen này có một dấu ấn màu đen. Lúc xuất hiện ở trong tháp, ông lão áo bào đen hơi nhíu mày lại, cẩn thận. Mà lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt ông lão nọ. Nhìn thấy Diệp Huyên, ông lão áo bào đen híp hai mắt lại, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, là ta. Ông lão áo bào đen nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người nhốt chúng ta vào đây. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão áo bào đen hơi trầm ngâm, một lát sau lại nói, đây chính là bảo vật ngũ duy kia. Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Ông lão áo bào đen nhẹ giọng nói, người nhốt chúng ta vào đây, tưởng rằng chắc chắn sẽ đối phó được với chúng ta, đúng không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta có vài câu hỏi, không biết có thể giải thích cho ta được không? Ông lão áo bào đen gật đầu, người nói đi. Diệp Huyên hỏi, đại thế giới huyền hoàng các ngươi tại sao lại biết được bảo vật này ở trên người ta? Ông lão áo bào đen lạnh lùng đáp, có người tính ra được, nhưng mà... Nói đến đây, lão nhìn sang Diệp Huyên, người có hơi đặc biệt, người tính toán ngươi đã bị phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Tất nhiên, người có thể có được món bảo vật này, đồng thời được nó nhận là tháp chủ, chắc chắn đã không phải là người thường. Nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là một vị đại năng tái thế, cũng không thay đổi được thái độ của chúng ta đâu. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Ông lão áo bào đen lạnh nhạt đáp, trong không gian tứ duy này, chúng ta không sợ bất kỳ ai. Không sợ bất kỳ ai. Diệp Huyên trầm mặc, tự tin. Có thể thấy, đại thế giới huyền hoàng này rất tự tin. Lúc này, ông lão áo bào đen đột nhiên nói, còn gì muốn hỏi không? Diệp Huyên gật đầu, một câu cuối cùng thôi, nếu các người chết ở đây, đại thế giới huyền hoàng các người sẽ phái cường giả như thế nào đến? Ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyên, chắc chắn mạnh hơn chúng ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Chương 1991, trên đế cảnh. Nói xong,
Hắn chỉ lên trên, tầng thứ 6 bên trên có một vị tiền bối mời các người đến uống trà. Ông lão áo bào đen gật đầu, ta cũng muốn mở mang tầm mắt xem, vùng thế giới này có cường giả như thế nào. Vừa dứt lời, 6 người đã đồng thời biến mất. Diệp Huyên đứng lặng yên tại chỗ. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cô bé mở to mắt nhìn, sẽ có đồ tốt, đúng không? Diệp Huyên. Đúng lúc này, một giọng nói lẩm bẩm đột nhiên vang lên trong tháp, sao có thể? Vừa dứt lời, 6 bộ thi thể bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. 6 bộ xác hoàn hảo không hề bị tổn hại một chút nào. Diệp Huyên thu lấy nhẫn chứa đồ của 6 người, hắn nhìn lướt qua một cái, khóe miệng dần cong lên. Phát tài! Phát tài thật rồi! Thần tinh trong 6 chiếc nhẫn chứa đồ này gộp lại có tới 200 triệu, mà bảo vật cấp bậc đạo cảnh trong đấy không nhiều lắm, chỉ có 6 món. Đan dược thì có hơn 50 bình, những đan dược này hắn đều thấy lạ, nhưng hắn biết chúng chắc chắn rất quý giá. Còn lại vô số đồ linh tinh. Hắn tính toán thử, hiện tại hắn có tới 320 triệu thần tinh, bảo vật đạo cảnh có 34 món, đan dược thì có tổng hơn 70 bình, còn lại vô số đồ lặt vặt. Phất lên rồi. Chuyện đáng nói hơn là, những thiên linh địa bảo của nhóm cường giả này đều bị Tiểu Linh Nhi cầm đi. Đống đồ ấy khiến tiểu nha đầu nọ sướng đến phát điên. Tất nhiên Diệp Huyên cũng rất vui. Kiếm bộn rồi. Đúng lúc này, giọng nói của ma chủ bỗng vang lên, 6 bộ thi thể kia có thể luyện chế thành ma thi. Ma thi. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó hỏi, ma thi là gì? Ma chủ đáp, tương tự như con rối. Ma tộc ta có một công pháp, có thể luyện chế sinh linh thành ma thi, nhưng thủ đoạn này khá là tàn nhẫn, người có muốn không? Diệp Huyên vội vàng nói, tất nhiên muốn rồi. Gì mà tàn nhẫn hay không, những người này đến đều để lấy mạng hắn mà. Hắn tất nhiên sẽ không từ bi nhân nghĩa với kẻ địch của mình. Ma chủ khẽ gật đầu, người không cần tu luyện, ta giúp người luyện chế cho. Nghe vậy, Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, đa tạ tiền bối. Như nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, tiền bối, những người này là cảnh giới gì? Ma chủ nói, trên đế cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, trên đế cảnh là cảnh giới gì? Ma chủ nói, dưới vị chi cảnh đều là run rế, à không phải nói là dưới phá đạo cảnh đều là rác, người hiểu ý ta không? Chương 1992, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyên trầm mặc, tất nhiên hắn hiểu ý của ma chủ là gì? Dưới phá đạo cảnh, Diệp Huyên cười khổ tiền bối, ta e là đường đi hẳn còn rất dài. Ma chủ đáp, đúng là đường còn dài, nhưng biết mà quý trọng đi. Càng tu luyện lên cao, rất nhiều lúc lại càng mê man. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Ma chủ, người không hiểu đâu. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, mà 6 bộ thi thể kia hắn đã giao lại cho ma chủ. Ma thi. Ma thi vượt qua đế cảnh. Không thể không nói, đây chính là một lá bài tẩy siêu cấp đó. Bởi vì vũ trụ hỗn độn hiện tại cao nhất cũng chỉ là đế cảnh. Kỳ thực có hơi tiếc là ma chủ vẫn chưa đi ra, hắn biết đối phương hoàn toàn có thể đi ra rồi. Nhưng lại không chịu ra. Một là có nguyên nhân gì đó, hai là có tính toán. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm được nhiều thứ như vậy. Hiện tại điều hắn cần làm là tăng cao thực lực, giải quyết uy hiếp đến từ đại thế giới huyền hoàng. Sau khi ra khỏi tháp giới ngục, Diệp Huyên lại gặp Thiên Đạo, nữ nhân này vẫn chưa đi. Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, bọn họ chết hết rồi à? Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, liên quan gì đến ngươi không? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với Thiên Đạo này, hắn chẳng có chút hảo cảm nào. Mà lúc này, Thiên Đạo bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn rồi nói, Diệp Huyên, không thể không nói, ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Thiên Đạo trầm giọng nói, bản nguyên ở trong cơ thể ngươi thuộc dạng đặc thù, nó đi theo ngươi cũng không hợp lắm, nếu đi theo ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, có tin ta chém chết ngươi không? Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyên lạnh lùng, đừng có đánh chủ ý lên Tiểu Linh Nhi, nếu không ta sẽ lấy đầu ngươi đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên Đạo đứng yên tại chỗ, không nói gì. Chương 1993, ngốc chết. Nếu là trước đây,
nàng ta chắc chắn không cam lòng, nhưng hiện tại Diệp Huyên kia lại ngày càng nguy hiểm. Không riêng gì tháp giới ngục, mà còn có con người của Diệp Huyên nữa. Bản thân Diệp Huyên đang càng lúc càng nguy hiểm. Một lát sau, thiên đạo xoay người rời đi. Lần này, Diệp Huyên không thả bia mộ kia ra nữa, bởi vì chuyện như thế này không thể làm quá ba lần. Người của đại thế giới huyền hoàng không ngốc, nếu tiếp tục làm vậy, chắc chắn sẽ có tác dụng ngược. Hơn nữa, hiện tại hắn không mong người của đại thế giới huyền hoàng đến đây ngay đâu. Nhưng chuyện cứ không theo ý hắn, còn chưa đi được bao lâu, không gian phía sau hắn bỗng rung lên kịch liệt. Diệp Huyên xoay người, đúng lúc này, không gian cách hắn ngàn trượng bỗng đổ nát, ngay sau đó, một vết nứt không gian dài đến ngàn trượng xuất hiện trước mặt hắn. Vào lúc này, trong vết nứt không gian kia, một bóng mờ lặng yên xuất hiện, cùng lúc ấy, một luồng hơi thở cường đại bỗng tản ra. Ầm ầm, phút chốc, toàn bộ tinh không rung lên dữ dội. Lúc này, một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Thiên Đạo. Người đàn ông mặc áo trắng đứa mắt nhìn lên người Diệp Huyên, bọn họ chết như thế nào? Diệp Huyên hơi trầm ngâm rồi đáp, ngốc chết. Thiên Đạo. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, bỗng gã vung tay phải lên, một luồng sức mạnh cực đại như núi lửa bùng phát bắn ra từ lòng bàn tay gã. Ầm ầm. Nháy mắt, tinh không bốn phía rung lên bần bật. Thiên Đạo ở bên cạnh liên tục thối lui, không cố gắng đỡ lấy đòn đánh này. Mà Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên trở nên dữ tợn, một khắc sau, hắn bỗng đấm về phía trước một quyền. Táng quyền. Cú đấm này vừa tung ra, trong không gian mấy ngàn trượng xung quanh lấy Diệp Huyên làm tâm nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Thiên Đạo ở ngàn trượng bên ngoài bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Chương 1994. Là cường giả trên đế cảnh đấy. Diệp Huyên này từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ đến vậy? Phía xa xa, khi cú đấm của Diệp Huyên nổ ra, người đàn ông mặc áo trắng lập tức thối lui lại liên tục, cuối cùng dừng lại ở cách đấy hơn ngàn trượng. Lúc này, trong mắt người đàn ông áo trắng lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghiêm nghi, gã nhìn Diệp Huyên, quyền kỹ này của ngươi. Rất lợi hại. Diệp Huyên vẫn không tỏ vẻ gì, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Một luồng sức mạnh cường đại lần nữa ngưng tụ ở tay hắn. Người đàn ông áo trắng chậm rãi xòe tay phải ra, một khắc sau, không gian xung quanh Diệp Huyên bỗng rung lên bần bật. Mà lúc này, chân phải Diệp Huyên giẫm nhẹ lấy một cái. Không gian bốn phía khôi phục lại bình thường. Người đàn ông mặc áo trắng khẽ nhíu mày, ngươi. Gã còn chưa nói xong, Diệp Huyên đã xông đến trước mặt gã, ngay sau đó. Một quả đấm to lớn mang theo tiếng nổ vang trời đã lao đến phía gã. Người đàn ông mặc áo trắng không hề né tránh, mà giơ tay tung một quyền nhắm vào đầu nắm đấm của Diệp Huyên. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh to lớn bỗng nổ ra, không gian bốn phía lập tức rung lên, lúc này Diệp Huyên đã lui về chỗ cũ, nhưng một khắc sau hắn lại lao về phía đối phương. Chiến! Sau khi đột phá, hắn còn chưa chiến đấu cũng với ai? Bởi vậy hắn vẫn chưa có một khái niệm chính xác về sức chiến đấu hiện tại của bản thân. Hiện tại hắn cần phải chiến. Nhưng lần này hắn không dùng kiếm, mà là dùng quyền. Bây giờ thân thể hắn đã phong đế, thêm táng quyền, sức mạnh thân thể đơn thuần đã có thể áp chế được người đàn ông mặc áo trắng này. Trong tinh không, từng tiếng nổ động trời không ngừng vang lên. Cách đó không xa, Thiên Đạo càng xem càng hoảng, bởi vì nàng ta biết. Diệp Huyên là một kiếm tu, vậy mà giờ đây hắn lại chỉ dựa vào cơ thể của mình cùng với quyền kỹ không biết tên kia để áp đảo người đàn ông nọ. Phải biết, người đàn ông mặc áo trắng này là cường giả trên đế cảnh đấy. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa. Một âm thanh như tiếng sấm rền nổ vang, ngay sau đó, Diệp Huyên lui về chỗ cũ, mà người đàn ông mặc áo trắng ở cách đó không xa đã có thêm một thanh trường thương ở trong tay. Người đàn ông mặc áo trắng lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, chúng ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi, chương 1995, trường thương lập tức nứt toác. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất. Không gian xung quanh người đàn ông mặc áo trắng và Diệp Huyên lập tức đổ nát, từng luồng sức mạnh to lớn như sấm giật gió rền lao về phía người đàn ông nọ. Dưới lực đấm mạnh mẽ của Diệp Huyên, người đàn ông mặc áo trắng lui rồi lại lui. Có chút khó mà chống đỡ nổi. Cứ thế,
Sau khi lùi lại hơn mấy ngàn trượng, trong tay Diệp Huyên đột nhiên hiện lên một thanh kiếm. Kiếm Thiên Chu. Thanh kiếm đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt người đàn ông nọ hoàn toàn thay đổi. Khi gã hồi phục lại tinh thần, Diệp Huyên đã vung kiếm lên chém xuống. Người đàn ông mặc áo trắng theo bản năng giơ thương lên đỡ. Ầm, trường thương lập tức nứt toác. Mà lúc này, Diệp Huyên đã đứng ở phía sau người đàn ông mặc áo trắng. Thu kiếm lại. Diệp Huyên vung tay phải lên, nhẫn chứa đồ trên tay người đàn ông mặc áo trắng lập tức bay vào tay hắn. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Mà ở phía sau hắn, thân thể người đàn ông mặc áo trắng dần dần mờ đi như cho bụi tan biến. Ở phía xa xa, Thiên Đạo nghiêm mặt lại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã biến mất nơi chân trời. Thiên Đạo trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi. Nhưng khe nứt không gian ở cách đó không xa vẫn chưa biến mất. Trật tự thành. Diệp Huyên đi đến đại điện của Tiểu Thất, trong điện chỉ có ba người. Diệp Huyên, Tiểu Thất, và Thượng Quan Tiên Nhi. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, đi ra. Vừa dứt lời, phía sau Diệp Huyên bỗng lặng lẽ xuất hiện 23 người. 23 người này đều mặc đồ đen, eo đeo trường đao. Ám vệ. 23 người này chính là sát thủ tinh nhuệ nhất thần quốc, bình thường cũng là bọn họ phụ trách bảo vệ an toàn cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ nghe theo lời ngươi. Chương 1996, cô chuẩn bị dẫn theo bao nhiêu người? Diệp Huyên nhìn 23 người này, trong lòng có hơi cảm khái. Không thể không nói, 23 người này thật sự rất mạnh, ngay cả thần võ thành bây giờ, ngoại trừ hắn, An Lan Tú và cả Mạc Tà ra thì 23 người này e là có thể san bằng toàn bộ thần võ thành. Tiểu Thất đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Huyên, vừa nãy ngươi đã giết 7 người kia. Diệp Huyên gật đầu. Thượng Quan Tiên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Tiểu Thất khẽ gật đầu, lần sau bọn họ sẽ phái người mạnh hơn đến. Diệp Huyên cười nói, ta biết. Tiểu Thất nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta có một suy nghĩ. Nói đi. Chủ động xuất kích. Thượng Quan Tiên Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Thất. Diệp Huyên trầm giọng nói, phản công đại thế giới huyền hoàng. Tiểu Thất lắc đầu, nàng ta đi đến cửa đại điện. Nhìn về phía xa xa rồi nhẹ giọng bảo, chiến trường không thể ở bên vũ trụ hỗn độn này được, nếu chiến trường ở đây, vùng thế giới này sẽ gặp nguy. Đại chiến ở cấp bậc đó sẽ làm hại đến vũ trụ này, vì thế, ta muốn chuyển chiến trường sang nơi khác. Diệp Huyên trầm giọng, nơi nào? Tiểu Thất đáp, trên đường bọn họ đến, chiến đấu với bọn họ trong thông đạo không gian. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là có thể. Tiểu Thất xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, đại thế giới huyền hoàng cách chúng ta quá xa, bọn họ không dễ dàng phái đại quân đến được, vì thế, ban đầu bọn họ sẽ phái cường giả thực lực khá mạnh đến đây. Mà trước đó bọn họ đã tổn thất nhiều người như vậy, bây giờ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, lần sau đến chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Diệp Huyên nặng nề hỏi, cô chuẩn bị dẫn theo bao nhiêu người? Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, ta và ngươi. Diệp Huyên sửng sốt. Thượng Quan Tiên Nhi cũng sửng sốt. Hai người. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, lần này đi, không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Không ra tay thì thôi, ra tay rồi thì phải diệt sạch toàn bộ. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu Thất hỏi, có vấn đề gì à? Diệp Huyên nói, ta muốn dẫn người theo. Chương 1997. Giết trong chớp mắt. Tiểu Thất hỏi, ai? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, người của thần võ thành ta. Tiểu Thất hỏi, là cô gái An Lan Tú kia sao? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi đáp, không được. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Tiểu Thất nói, thực lực của nàng ấy đã đủ, nhưng mà... Thứ ta muốn là... Ngập ngừng một chút, nàng ta nhìn Diệp Huyên, giết trong chớp mắt. Giết trong chớp mắt. Diệp Huyên đã hiểu ý của Tiểu Thất rồi. Tiểu Thất muốn người có thể chắc chắn giết cao thủ của đại thế giới huyền hoàng ngay trong chớp mắt. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu trên đế cảnh, ta cũng không thể dùng một chiêu kiếm giết trong chớp mắt được. Tiểu Thất nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người có thể, lần này không được giữ sức. Nói xong, nàng ta xoay người đi về chỗ cũ, sau đó lại nói, đại thế giới huyền hoàng đã làm rất nhiều chuyện ác, kẻ thù của bọn họ chắc chắn rất nhiều. Lần này nếu chúng ta có thể tiêu diệt người của bọn họ với ưu thế tuyệt đối,
thì những người có hận thù với bọn họ sẽ chủ động tìm đến gia nhập chúng ta. Đấy là khí thế. Khí thế. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Hắn cũng không thích ngồi chờ chết. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tiểu Thất gật đầu, đi thôi. Diệp Huyên ngạc nhiên, bây giờ luôn. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, người của bọn họ hẳn là đang trên đường đến rồi, tất nhiên là bây giờ đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói làm là làm. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi bỗng lên tiếng, bệ hạ, có muốn cho bọn họ đi cùng không? Tiểu Thất lắc đầu, để họ lại đây đi. Thượng Quan Tiên Nhi đi tới trước mặt Tiểu Thất, hơi thi lễ, bệ hạ, thứ cho thuộc hạ lắm miệng, an nguy của ngài liên quan đến toàn bộ thần quốc, nếu ngài có mệnh hệ gì, toàn bộ vũ trụ hỗn độn này sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Chương 1998. Trong tinh không xa xôi. Tiểu Thất lắc đầu, ta sẽ không sao. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng nói, đánh không lại, vẫn chạy được. Diệp Huyên, Thượng Quan Tiên Nhi. Một lát sau, Diệp Huyên và Tiểu Thất rời khỏi Trật Tự Thành. Trong Trật Tự Thành, Thượng Quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Tiểu Thất quá tự tin. Tất nhiên nàng ta có thực lực để tự tin. Nhưng đâu đâu cũng có người đã bại trận ngay trên sự tự tin của chính mình. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở bên cạnh nàng ấy, đừng lo. Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu nhìn lại, người đến chính là Diêm Đao. Diêm Đao nhẹ giọng nói, nếu nàng muốn chạy, ngoại trừ cường giả vị chi cảnh trong truyền thuyết kia, không ai có thể giết được nàng. Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên hỏi, tại sao bệ hạ lại dẫn Diệp Thành Chủ đi? Nếu bàn về thực lực, Diệp Thành Chủ tuy cũng mạnh, nhưng hắn không phải là lựa chọn tốt nhất. Diêm Đao im lặng một chốc rồi đáp, hắn mới là sự lựa chọn tốt nhất. Thượng Quan Tiên Nhi không rõ, hỏi tại sao? Diêm Đao đáp, tính tình của bệ hạ quá lạnh lùng, mà tính cách của hắn lại vô liêm sỉ, hai người vừa khéo có thể bù đắp qua lại cho nhau. Thượng Quan Tiên Nhi, chấm chấm chấm, trong tinh không xa xôi. Diệp Huyên cùng Tiểu Thất lần nữa đến trước khe nứt không gian nọ, sâu trong khe nứt là thông đạo không gian, là một con đường dẫn đến đại thế giới huyền hoàng. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Vừa dứt lời, hai người đã lập tức xông vào trong thông đạo không gian. Hai người vừa biến mất, thiên đạo đã xuất hiện ngay nơi cả hai vừa đứng. Nhìn hai người dần biến mất, thiên đạo im lặng thật lâu. Lúc này, một âm thanh vang lên bên tai thiên đạo, nếu bọn họ một đi không trở lại. Vũ trụ hỗn độn này sẽ trở về trong tay ngài. Chương 1999. Nó bài xích cô à? Thiên đạo chậm rãi khép hai mắt lại, nếu một đi không trở lại, thì sẽ không còn vũ trụ hỗn độn nào nữa. Giọng nói kia im bặt. Thiên đạo nhìn khe nứt không gian, nhẹ giọng nói, bọn họ hẳn là sẽ sống sót trở về. Chấm chấm chấm. Trong thông đạo không gian, Diệp Huyên và Tiểu Thất đứng sóng vai nhau, Tiểu Thất thấp hơn hắn một cái đầu, trong tay hai người đều cầm một thanh kiếm. Bởi vì có đạo tắc không gian nên không gian xung quanh cả hai rất ổn định. Diệp Huyên bỗng nói, Tiểu Thất, nếu chúng ta đi chuyến này, mà không có ngày trở lại. Tiểu Thất nhìn về phần cuối thông đạo xa xôi, khẽ đáp, vậy thì một đi không trở lại thôi. Bên trong thông đạo không gian, Diệp Huyên và Tiểu Thất ngự kiếm bay đi, trên thân kiếm, Tiểu Thất khép hờ hai mắt, như đang dưỡng thần. Hai người từ lúc rời khỏi vũ trụ hỗn độn đến giờ đã hơn nửa ngày, mà trong nửa ngày này, bọn họ chẳng thấy bóng dáng của một người nào đến từ đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phần cuối của thông đạo không gian, hắn biết, lần này chắc chắn sẽ có cường giả mạnh mẽ hơn lúc trước đến đây. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, đừng lo. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Thất, cười bảo, ta không lo gì cả, chỉ là không biết đến khi nào mới có thể kết thúc các loại nhân quả trên người mình. Nhân quả. Trước đây hắn không tin chuyện này, nhưng bây giờ, hắn tin rồi. Tháp giới ngục, còn có thân phận của bản thân, những điều này đến bây giờ vẫn là câu đố. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, kiếm của ngươi có hơi bài xích ta. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, nó bài xích cô à? Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyên có hơi không rõ, tại sao? Tiểu Thất lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu, nhưng nó không trả lời. Lúc này,
Tiểu thất lại nói, kiếm của ta và kiếm của ngươi hẳn là có quen biết. Diệp Huyên đưa tay phải ra, kiếm trong tay tiểu thất bay đến tay hắn. Diệp Huyên quan sát thanh kiếm một lát rồi nhẹ giọng hỏi, ngươi biết Thiên Chu à? Chương 2000, giờ mới nhìn ra à? Thanh kiếm kia khẽ run lên. Diệp Huyên nhìn sang kiếm Thiên Chu, nó không nói gì mà đã chui thẳng vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên, tiểu thất ở bên khẽ nói, kiếm này của ngươi hình như có hơi chán nản. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu thất lại nói tiếp, chắc hẳn nó đã xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, thông đạo không gian trước mặt bọn họ không xa bỗng rung lên, ngay sau đó, mười mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu thất và Diệp Huyên. Nhìn thấy mười mấy người này, Diệp Huyên hơi ngẩn người, bởi vì bọn họ đều trẻ tuổi. Lúc mười mấy người nọ thấy Diệp Huyên và tiểu thất cũng hơi bất ngờ. Bấy giờ, một thanh niên dẫn đầu mặc hoa bào lên tiếng, các ngươi đến từ vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên gật đầu. Vẻ mặt đám thanh niên mặc hoa bào bỗng trở nên kỳ lạ. Lúc này, một thiếu niên mặc áo đen khác bỗng cười hì hì, nghe nói vũ trụ hỗn độn của các ngươi rất giàu có, thật không vậy? Diệp Huyên nhìn thiếu niên mặc áo đen kia, cũng bình thường thôi. Thiếu niên mặc áo đen cười to, bình thường thôi à? Vậy sao được, chúng ta mất hơn một tháng mới chạy được đến đây, còn phải trả cái giá rất lớn, nếu chỉ bình thường thôi thì chẳng phải uổng công bọn ta mất hết vốn liếng à? Diệp Huyên có hơi, sợ hãi, nói các ngươi đến đây ăn cướp à? Thiếu niên mặc áo đen cười ha ha, giờ mới nhìn ra à? Diệp Huyên nặng nề nói, sao các ngươi lại làm vậy? Ăn cướp không tốt đâu, các ngươi biết chưa? Đám người thiếu niên mặc áo đen cách đó không xa bỗng chốc cười ha hả, gã ta cười to, mọi người, các ngươi xem đi, người ở vũ trụ hỗn độn này ngây thơ thật, ha ha. Nói xong, gã ta nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập nụ cười mỉa mai, ngươi chưa từng ăn cướp à? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, sao ta lại làm loại chuyện đó? Ta là người chính trực. Tiểu thất nhìn Diệp Huyên. Ha ha. Thiếu niên mặc áo đen cách đó không xa cười to hơn, người chính trực. Được lắm người chính trực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.